Chúng ta cùng nhau đến với cái đề thi thử của Sở Quảng Ninh Câu 1 Tập nghiệm của bất phương trình loga cơ số 2 của hai bình phương trừ x thì bằng, à, 3 bằng cái này là gì? Thì các em thấy là bất phương trình của chúng ta ấy, nó sẽ tương đương điều gì cả lớp? Đó là 2x bình phương trừ đi 3, nó sẽ bằng gì? Bằng gì cả lớp? Bằng gì? Ok, bằng 2 trừ đi 3x Và các em nhớ cái điều kiện là 2 trừ 3x của chúng ta phải lớn không nhá yeah. Ok, thì điều này tương đương với điều gì? 2x bình phương này, cộng 3x này trừ 5 bằng 0 và x của chúng ta sẽ nhỏ hơn 2 phần 2 phần 3. Như vậy x bằng 1 không được rồi. Vậy x của chúng ta sẽ bằng âm 5 phần 2. Như vậy tập nghiệm bất phương trình này có một nghiệm thôi. Chọn B. Ok nhá. Đây là đề thi hay nên thầy chữa luôn. Đề này thầy chữa. Đề này thầy đánh giá là nếu mà so sánh với đề Nghệ An thì chẳng qua lượng học sinh Nghệ An đông hơn nên đề Nghệ An có vẻ là hot hơn thôi. Chứ còn nói thật là đề Nghệ An trước đã ai bằng đề này. Rồi. Câu số 2 cho đồ thị hàm số y mà ax mũ 4 cộng x bình phương cộng c có đồ thị là đường cong nhìn vẽ bên thì hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây các em nhớ đây là đồ thị của hàm số fx nên hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng từ âm một đến không nhớ nhá đây là đồ thị hàm số fx học sinh rất là hay nhầm cái đồ thị hàm số fx với phải x đây là một trong những cái điều mà các em hết sức lưu ý nhá rồi và một lý do vô cùng à, ok thì một đến giờ vô cùng là ok rồi thầy chữa đề nghệ an đi ạ đề nghệ an thì chưa mai 11 một giờ sau khi các em thi xong phần tổ hợp của khoa học xã hội thì thầy chữa à, Đề thì thầy đã post rồi Post cái link bản đẹp của đề Thì thầy sẽ post vào tối nay đó, Thầy gõ xong thầy sẽ post Còn trong khi đó thì bản uh, ảnh in maze Mà các bạn gửi về, về cho thầy Thì thầy đã gửi cho các bạn trên page rồi Câu 3 trong câu nói xét cho hai điểm AB Tọa độ vector AB là gì Các em nhớ là vector AB thì các em lấy B chỉ DA thôi nhá B chỉ DA thì cái này là âm 2 này Cái này là âm 6 này và cái này là bằng mấy gì? 9. Như vậy tọa độ vector AB là âm 2 âm 6 và chương 9. Các em chọn A. Cứ làm bình thường thôi là xong đúng thôi những cái câu này các em không cần không 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 cần phải gì phải vội cả mình cứ làm tốc độ bình thường nhá ok đối với câu này thì các em nhớ này à, tích phân từ 1 đến 3 của f của 2 x dx thì các em lấy 1 phần 2 ra ngoài nhân tích phân 1 thay vào là 2 3 thay vào là 6 của fx dx được chưa thì bằng 1 phần 2 nhân 10 1 phần 2 nhân 10 thì bằng 5 1 phần 2 nhân 10 bằng 5 được chưa nhá rồi câu số 5 nhá câu số 5 cho nó có bài, có bài toán như sau cả lớp nghe này Câu số 5 đó là đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng là đường cong nhìn vẽ bên. Câu này thì cũng là câu khá là nhẹ nhàng. Các bạn nhìn thấy ngay được các em loại được những phương án này này, phương án trùng phương loại này, còn phương án này hệ số a âm loại này, còn mỗi phương án a. Như vậy các em chọn a cho thầy. Rất đơn giản nhá. Câu 5 các em chọn a, được chưa? Rồi, thầy chữa luôn câu số 6 này. Ok, câu số 6 chúng ta có bài toán như sau. À, cho không gian cho mặt phẳng P thì vector sau đây là một vector chỉ à, một là một vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng P đương nhiên nó là 2 âm 3 0. Nhớ nhá, 2 âm 3 0 các em cẩn thận bị lừa câu này này. Rất dễ bị lừa câu này, 2 âm 3 0 nhá các em nhá. Các em chọn C. Câu này nếu mà các em làm kiểu làm vội là các em rất là dễ bị lừa đấy nhá. Ok, các bạn đợi thầy một tí để thầy uh, chỉnh lại cái mic. Cái mic nó uh, cách âm nữa. Rồi các bạn nghe rõ chưa? Nhá, 2 âm 3 0. Được chưa? Rồi, ok Câu tiếp theo đó là câu số 7 Câu số 7 chúng ta có bài toán như sau Câu số 7 này Câu số 7 cho hàm số Hàm số nào cho hàm số dưới đây Có đồng đồng biến trên khoảng từ 0 đến dấu vô cùng Các em nhớ là đồng biến thì cái cơ số A của chúng ta là cái cơ số lớn hơn 1 Cơ số lớn 1 ở đây thì các em thấy là Ở đây các em thấy pi trên 3 pi nó sấp xỉ 3,14 thì nó lớn 1 Nên nó đồng biến, hàm số này là hàm số đồng biến khoảng từ 0 đến 0 vô cùng nhá. Yeah. Ok, rất đơn giản Câu tiếp theo là câu số 8 này mình cần làm nhanh hơn một chút cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau thì giá trị cực đại của hàm số đã cho là gì giá trị cực đại thì các em phải nhìn theo tung độ đó là bằng bằng dương 3 nhớ là phải nhìn theo tung độ nhớ chưa nó bằng bằng dương 3 được chưa thì đấy là giá trị cực đại của hàm số đã cho rồi câu tiếp theo sẽ là câu số 9 câu 9 chúng ta có bài toán như sau cho hàm số y bằng fx bằng 1 trên hai x cộng một thì khả năng dưới đây là đúng à kem xét cái nguyên hàm của hàm số fx dx thì nguyên hàm của hàm số kem nhớ là nguyên hàm của hàm số là một trên a cộng b thầy viết tổng quát luôn nhá dx thì bằng một trên a nhân trị đối của à, nhân nen của trị đối gái cộng b được chưa? Xong cộng với C Như vậy ở đây các em có được là 1 phần 2 nhân nen của chị đối hãy cộng 1 xong cộng với C Các em chọn B thôi Được chưa? Rất đơn giản nhá Ok Được chưa? Ok các bạn comment đáp án cho thầy xem nào Nhớ comment đáp án cho thầy nhá <laughs> ừ. Rồi Câu tiếp theo đó là câu số 10 Cho hàm số Y bằng X có bảng có đạo hàm F phải bằng cái này À các em thấy là như này nhá F phải X bằng gì? bằng x 1 tất cả bình phương nhân với đây là x 1 nhân x 2 à? Ok, thì các bạn thấy ngay được nó là x 1 tất cả mũ 3 nhân x 2. Như vậy thì số điểm cực trị của hàm số này là gì? Nó có hai điểm, đó là x bằng 1 và x 2. À, hàm số này tất cả sẽ có hai điểm cực trị, rất đơn giản. Để cho các em xem xem là f phải đổi dấu bao nhiêu lần thì nó sẽ ra được bấy nhiêu điểm cực trị thôi. Nào, câu số 11 tập nghiệm của phương trình này là gì? Thì các bạn thấy là cái phương trình này ý, nó sẽ tương đương với 2/3 tất cả mũ x nó sẽ lớn 2 phần 3 tất cả mũ bao nhiêu đấy mũ âm 1 âm 2 đúng không đó mà cái cơ số 2 phần 3 là cơ số thủ không 01 nên cái này tương đương với điều gì x sẽ nhỏ hơn âm 2 như vậy tập nghiệm bất phương trình này đó là khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 để chưa rồi câu số 11 xong nhá câu số 12 câu 12 cho nó có bài toán như sau với a là số thực dương tùy ý thì loga cơ số căn 3 của a mũ 5 thì bằng bao nhiêu đương nhiên rồi nó chính là loga cơ số 3 mũ 1 phần 2 của a mũ 5 được chưa? A là số thực dương thế này 5 chia cho 1 phần 2 Nhân với loga cơ số 3 của A Thì cái này bằng 10 lần loga cơ số 3 của A Đáp án là 10 lần loga cơ số 3 của A Các em chọn cho thầy phương án là phương án A Vậy thôi nhá Rồi câu tiếp theo là câu số 13 Câu 13 chúng tôi có bài toán như sau Đó là cho tích phân từ 2 đến 5 của fxdx bằng âm 2 Và tích phân từ 2 đến 5 của gxdx bằng 3 Thì đề bài yêu cầu các em đi tính cái tích phân cận từ đâu đến đâu Đề bài yêu cầu các em đi tính cái tích phân cận từ đâu đến đâu đấy à, cận từ uh, 2 đến 5 của cái này thì cái này bằng 3 lấn tích phân từ 2 đến 5 của FXDX cộng với 5 lấn tích phân từ 2 đến 5 của GXDX đúng không được chưa thì nó bằng bao nhiêu đây nó bằng 3 nhân với âm 2 này cộng với 5 nhân 3 <laughs> 15 trừ đi 6 bằng dương 9 dương 9 các em chọn A được chưa rồi các bạn hiểu bài comment HB thì sao nào nào hiểu bài comment HB nào Ok, đây mới là câu 13 thôi. Và câu 13 thì vẫn là câu tương đối đơn giản, được chưa? Các bạn comment đáp bạn nhá. Linh à, link đề á, link đề thầy đã gửi trên page rồi em. Link đề thầy gửi trên page rồi nhá. Ở đây có bạn nào mà đã nhận được hết cái cái bộ mà link tổng hợp bộ đề trường sở mà thầy đã dạy thầy đã gửi cho các em chưa? Mấy cả tất cả các buổi live ngoài page mà thầy đã gửi cho các em trong một cái link tổng hợp ấy, những cái buổi live liên quan đến trường sở các thứ thầy đã gửi cho các bạn thì không biết các bạn đã nhận được hết chưa nhỉ? Thầy đã gửi cho các em ở trong các post trước rồi đấy. Không biết là các em đã nhận ở hết chưa? Nhận hết rồi đúng không? Thầy nhớ là thầy đã gửi cho các bạn tầm 2500 bạn đã được nhận rồi. Nhá. Nào, câu số 14 này, nghe nhá. Điểm M là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? Điểm M là có tốc độ là âm -2 dương 3 thì biểu diễn số phức đó là âm -2 cộng với 3 i đương nhiên rồi. Mình làm cho nó cẩn thận thôi. Được chưa? Rồi, câu số 15. 15 16 mình chữa luôn nhá. 15 16 luôn này. Câu 15 đó là trong không gian OIZ cho mặt cầu S có phương trình biết rồi thì tọa độ tâm Y và bán kính R của mặt cầu S là gì? Tâm Y đó là tọa độ có tọa độ là 3 âm 2 dương 1, 3 âm 2 dương 1 và bán kính R bằng 4, 3 âm 2 dương 1, bán kính R bằng 4 là kem chọn A, nhớ chưa? Câu 16, trong không gian OIZ vết tơ nào sau đây là một vết chỉ phương của trục OI? Đương nhiên, EZK, vết tơ S, Z, vết tơ của tọa độ, độ 0, 1, 0 ấy, đó là vết chỉ phương của của trục OI, Được chưa? Nhá, ok, nhá. Uh, tiệm cận ngang đủ số này là đường thẳng có phương trình là gì? Tiếp cận ngang đồ thị hàm số này là đường thẳng có phương trình là y bằng trừ ba các em viết lại nó dưới dạng là y của chúng ta sẽ nhớ là âm x cộng bốn này trên x trừ hai như vậy đó là y bằng trừ ba các em chọn b nhớ chưa nhá ok ok câu số 18 này câu 18 đó là tập xác định của hàm số này là gì thì các em thấy là tập xác định của hàm số này là gì đây À, các bạn thấy là cái 2 phần 3 của chúng ta là một số không hề thuộc Z Nên điều kiện để hàm số này xác định là gì? Đó là 5 x của chúng ta sẽ lớn không? Thì tức là các em sẽ có x nhỏ 5 Vậy tập xác định của hàm số này là khoảng từ âm vô cùng cho đến cho đến 5 Rất đơn giản thế thôi Điều kiện như vậy nhá để chưa? Thì tập xác định của chúng ta là khoảng từ âm vô cùng đến 5 Nào câu số 19 Câu 19 cho khối lăng trụ có diện tích đáy là 12A bình phương và thể tích bằng 48A mũ 3 Thì chiều cao khối lăng trụ đã cho thì bằng bao nhiêu? thì các em biết là chiều cao khối lăng trụ thì các em lấy v chia cho s thôi thì bằng 48 nhân a mũ 3 chia 12 a bình phương thì nó bằng 4a. 4a các em chọn c được chưa? đấy là ai đó làm thế được chưa? cho học sinh thầy đức thì khi mà các em làm thì các em rất tỉnh táo. các em biết được là đây là 4a số này là số 4 nó cho lừa nhau thôi chiều cao thì làm gì có đơn vị là a bình phương à đơn làm sao là a bình phương được nữa vậy đáp án của chúng ta thì câu này các em chọn đáp án b nhớ chưa nhá câu này các em chọn b được chưa câu số 20 Câu 20 đó là gì đây? Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 16A bình phương và chiều cao bằng 4A thì thể tích khối chóp đã cho là gì? Các em biết cái công thức tính thể tích khối chóp là 1 phần 3 nhân diện tích đáy và nhân với chiều cao thì là 1 phần 3 nhân với 6A bình phương nhân 4A được chưa? Thì cái này bằng bao nhiêu? Bằng 8A mũ 3 à, 8A mũ 3 các em chọn A Đấy tiếp tục là ai đó làm thế Chứ học sinh thể đức thì không làm như vậy Đây là khối chóp và đây là thể tích Đây là 8A mũ 3 Thì các em chọn phương án D được chưa? Thì câu này là hai câu liền nhau mà hai câu thầy nghĩ là đề bài người ta cố tình cho đấy để cho các bạn rút ra những cái kinh nghiệm nào đó được chưa đề bài cố tình cho để các em rút ra kinh nghiệm tức là kem làm đừng có làm vội quá những cái bài này quan trọng nhất mình phải làm bình tĩnh và chính xác đề có bộ thì thầy không nghĩ là người ta nửa kiểu này đâu nhưng mà kem cũng phải hết sức cẩn thận biết đâu để của bộ nó cho tương tự như thế thì thôi mình toang à được chưa nào câu số 21 cho hàng số này có đồ thị là đường cong nhìn vẽ bên thì tập giá trị tập giá trị thực của m để phương trình ba 3 trừ m bằng 0 có ít nhất hai nghiệm là gì? Thì phương trình tương đương với fx của chúng ta sẽ bằng m phần m phần 3 có ít nhất hai nghiệm có đóng khung cho thầy chứ ít nhất hai nghiệm. ít nhất hai nghiệm thì điều kiện là gì? Đó là m phần 3 của chúng ta nó đường nó cắt tại ít nhất hai điểm đúng không? Thì nó sẽ phải lớn bằng bằng được nhá, các em nhá. Và nhỏ bằng 2. Những cái câu như này các em làm cũng rất là dễ sai ngu nếu mà các em không cẩn thận này. Đó. Như vậy thì các em sẽ có cái tập từ đoạn từ âm 6 cho đến 6 các em chọn phương án A. Đó. Những cái câu này nếu mà các em không cẩn thận các em chọn B là cũng là sai luôn. Mặc dù đề bài không hề khó khăn gì cả Nhưng mà các em chọn B là cũng là sai Cho hình chóp SABCD của đáy ABCD là hình chữ nhật SA vô mặt đáy với biết rồi M là trung điểm SC của khoảng từ M đến mặt phẳng Rồi thì bây giờ các em cứ vẽ nhanh chóng một cái đề bài ra Đề bài cho cái gì thì mình vẽ nhanh chóng cái điều đấy ra Nhá, các em có hình chóp SABCD này các bạn quan sát này S này A B C D. Các em có đáy ABCD là hình chữ nhật của em có AB bằng 2 này, kem có BC bằng 4 này, và SA vuông mặt đấy và SA cũng bằng 2 này. Thì bây yêu cầu các em gọi M là trung điểm của SC và thì bây yêu cầu các em tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBD. Vậy khoảng cách từ M thì các em quy đổi ra khoảng cách từ từ C. Thì các em thấy là MC cắt mặt phẳng SBD tại điểm S đúng không? Như vậy ta kẻ có được khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBD. Được chưa? Thì nó bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ C đến mặt phẳng SBD. Đây là định lý tan S. Những cái bài này bây giờ các em không làm được thì các em coi như là mất gốc của Thực ra các em có thể dùng tọa độ hóa được nhưng tọa độ hóa thì các em dùng cái kiến thức hơi lớn để các em mang xử lý cho một cái vấn đề tương đối nhỏ. 1 phần 2 là khoảng đã A nó mà phải S B D. Thì các em thấy cái tứ diện A S B D là tứ diện gì? Tứ diện vuông tại A. Được chưa? Thì các em sẽ có được 1 trên khoảng cách từ A bình phương thì bằng 1 trên A S bình phương cộng 1 trên A B bình phương cộng 1 trên A D bình phương. Rồi, cái này là 1 phần 4 này, cộng 1 phần 4 này, cộng 1 phần 16. Ta suy ra được khoảng cách D từ A nó bằng bao nhiêu? Ok, thì bây giờ chúng ta dùng Casio ra Các em ấn vào cho thầy là 1 phần 4 Cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 16 Bằng bao nhiêu? Bằng 9 phần 16 Như vậy cái này bằng 4 phần, 4 phần 3 Như vậy ta suy ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng S, B, D Thì các bạn đương nhiên các em sẽ lấy 1 phần 2 nhân với 4 phần 3 thì nó bằng 2 phần 2 phần 3 Tất nhiên em nhân thêm A Tại vì em đơn giản giữa A bằng 1 Các em chọn D Rất đơn giản thôi Câu này không có gì khó khăn cả Mình làm làm sao cho nó cẩn thận và chính xác thôi là được nhé Rồi Câu số 23 Giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ uh, gì đây giá trị nhỏ nhất người ta xét yêu cầu các em tìm min và min của nó là trên đoạn từ âm 4 đến 2 thì câu này các em tự làm cho thầy nhá các bạn comment đáp án cho thầy cho nhanh thầy không muốn là bài nào cũng đi làm những cái bài như này các em tự làm cho thầy thầy ngại làm nói thật là thầy không thích làm mấy cái bài kiểu này tại vì thầy thấy nó không được hay lắm các em tính đạo hàm ra không có các em đặt x bình một t hoặc là các em làm bất kỳ cái cách nào miễn sao là làm được các em comment đáp án cho thầy cho nhanh à d à D đúng không? Thầy thấy đa số các bạn đều comment D Min của cái hàm số là 1 phần 4 nhân x mũ 4 này Trừ 9 phần 2 nhân x bình phương này, Cộng 3 này Từ âm 4 tới Bạn này nếu mà thầy đi thi chắc là thầy sẽ đặt x bình bằng T Thì T nó thuộc cái đoạn từ 0 đến đến 16 Sau đó các thầy tìm min thì thầy dùng Casio ra ngay nhá Thì dấu bằng sẽ A T bằng 9 Tức là x bằng âm 3 Rồi các em chọn được cái phương án là âm 64 phần Âm 69 phần 4 Dấu bằng sẽ ra khí Dấu bằng này nếu mà thầy chắc là thầy sẽ đặt x bình bằng t Nhá. thì do bằng thấy t bằng chín x bằng âm ba x bằng âm ba được chưa ok nhá thì đấy là câu số 23 mươi nhá rồi câu số 24 thậm chí là đi thi các bạn casio cũng được tùy các em casio cũng là một cách tốt nhá casio hình nón có bán kính đáy là r và chiều con là h thì diện tích xung quanh của hình nón là gì thì em biết được đường sinh là n bằng căn bậc hai của r bình phương cộng h bình phương rồi từ đó ta sẽ diện tích xung quanh của chúng ta sẽ bằng gì nó sẽ xung quanh của nó sẽ bằng gì? Bằng pi nhân r nhân n, được chưa? Pi nhân r nhân n. À pi nhân... à, hình nón đúng không? Pi nhân r nhân n ở à, đây thôi. Đã bán là đáp án C thôi, làm bình thường thôi nhá. Được chưa? Pi nhân r nhân n, các em chọn C cho thầy, rất đơn giản, được chưa? Rồi, câu số 26 này. Câu 26 thầy sẽ có bài toán như này. Cả lớp nghe này, cho hàm số này thì họ một nguyên hàm của hàm số này là hàm số nào ở dưới đây? Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là như thế này nhá. Đây là em của 2024X đúng không? Thì đạo hàm của nó ra là 2024 nhân em của này. Đây là à 2024 nhân để em đặt 2024 làm thừa chung thì trong gọi này các em chọn đáp án A. <laughs> nhá. Ok, câu 28 này. Số phức này có phần ảo là bằng bao nhiêu? Ừ. Ờ, à, số phức này có phần ảo bằng bao nhiêu? Thì những bài nó này thầy có lời khuyên cho các em là các em dùng Casio ra menu 1 này. Ok, à, menu 2 chứ, các em ấn 3 trừ đi 5 i các em cứ dùng Casio ra cho nó yên tâm, tại vì dùng Casio thì ít khi kem làm nhầm hơn. Các em cứ làm tính tay, tính tay xong rồi cuối kem em dễ làm nhầm. Thà các em cứ dùng Casio ra, Casio đã, đã sâu được tất cả mọi thứ làm trên đây rồi nhá. Cái số này là 8 trừ đi 2i thì cái phần ảo là âm, âm 2, đừng có chọn đáp án B nhá các em nhá. Phần ảo của số phức thì đừng có chọn đáp án B nhá. Được chưa? Ok nhá. Câu 29 này. Câu 29 này, câu 29. Câu 29 nó có bài toán như này. Cho lăng trụ tam giác đều ABC A B C vậy có độ dài cạnh đáy thì bằng 4 và độ dài cạnh bên thì bằng 6. Tham khảo nhìn vẽ bên. Ok. Các em quan sát nhé độ dài cạnh đáy thì bằng 4. Nữa. Góc giữa mặt phẳng là A phẩy BC và ABC thì bằng bao nhiêu? Để bài cho góc giữa mặt phẳng A phẩy BC và ABC nhá. Đây các bạn nhìn này, A phẩy BC là mặt này và ABC là mặt này. Thì góc giữa mặt phẳng này bằng bao nhiêu? Đó. Thì các bạn thấy là như này này để mà xác định góc giữa mặt phẳng này các em có rất nhiều cách. Trong đó thì các em có một cách rất đơn giản mà cách này thì thầy nghĩ là ai cũng làm thôi. Đây là hình năng trụ tam giác đều để cho thì các em gọi M là trung điểm BC. Thì đương nhiên BC là giao tuyến của mặt phẳng A BC và mặt phẳng ABC. Đồng thời các bạn thấy là uh, BC nó vuông góc phải AM và BC vuông góc A phải nên BC vuông góc A phải AM. Nên đương nhiên là cái việc làm bài này cái ấn tượng đầu tiên là các em phải lấy M là trung điểm ngay tức các em tính độ dài AM và A, A phải ngay nhá. Các em thấy là độ dài cạnh bên bằng bằng 6 này, cái này bằng 6 này. Độ dài cạnh đấy là bằng 4 nên các em sẽ tính là AM. Các em tính là AM ngay AM các em xác định được nó bằng căn 3 trên 2. Nhân với 4 nữa thì có 2 căn, 2 căn 3. AM các em có được bằng đây rồi. Nên cái góc giữa hai mặt phẳng này chính là góc A AM, góc này này. Thì các em có tan alpha bằng gì? Tan góc đấy thì nó lấy AA trên AM. A phải bài cho bằng mấy? Bằng 6, AM bằng 2 căn, 2 căn 3. Cái này bằng căn, căn 3. Nên alpha của chúng ta bằng 60 độ thôi. Alpha bằng 60 độ các em chọn B nhá alpha bằng 60 độ kem chọn B được chưa? Rồi ok, câu tiếp theo là câu số 30 nữa mình ơi. Câu 30 này. Câu 30 cho nó có bài toán như sau. À, cho hàm số này, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Thì bây giờ các em tính đạo hàm ra, các em xét cho thầy cái y phẩy. Y phẩy bằng gì? Y phẩy nó là 3x bình phương này, trừ đi 6x này, trừ 9 này. Thì cái này bằng 3 lần x bình phương trừ đi 2x trừ đi, trừ đi 3. Thì này là 3 lần x cộng 1 nhân x trừ x chứ x chứ 3. Như vậy hàm số này nghịch biến trong khoảng từ âm 1 đến 3. Các em chọn phương án B quá dễ, đúng không? Ok, chọn B nhá. Không có gì năn tăn cả. Câu số 31. Câu 31. Nếu như tích phân từ 1 đến 5 của f(x) dx bằng 5 thì bằng 7 thì cái này bằng bao nhiêu? Thì đương nhiên cái y cần tìm bệ nó là tích phân từ 1 đến 5 của 3x bình phương dx trừ đi 2 lần tích phân từ 1 đến 5 của f(x) dx. Rồi, cái này các em dùng Casio ra cho nó yên tâm nhá. Thì cái này các em lấy tích phân này, các em ấn menu 1 này ở menu 1 kèm lấy tích phân 3 bình phương cận là từ 1 đến 5 rồi nó bằng 124 vậy cái này là 124 xong trừ đi 2 nhân 7 Ok các bạn lấy 124 chỉ 2 nhân 7 chứ 2 nhân 7 2 nhân 7 là 10, 14 như vậy nó là 110 110 110 kèm chọn đi rất đơn giản thôi không có khó khăn gì cả Ok nhá rồi tiếp theo là câu số 32 câu số 32 thì đọc đề này lớp 12 a có 45 học sinh trong đó có 30 học sinh nam và 15 học sinh nữ ở có bao nhiêu cách chọn ra ba bạn nam và hai bạn nữ đại diện cho lớp để đi nghe tư vấn tuyển sinh du học đại học. Ok, vậy các em thực hiện cách chọn bằng cách các em thực hiện hai bước. Bước 1 các em chọn 3 bạn nam thì các em sẽ có C3 của 30 học sinh nam, 30, được chưa? Bước 2 các em chọn hai bạn nữ thì các em có 15 bạn nữ, bây giờ các em chọn hai bạn nữ là C2 của 15. Và rõ ràng đây là quy tắc nhân, tức là các em lấy hai này nhân với nhau thì các em ra được con số bao nhiêu thì đấy là kết quả, được chưa? Được, ok, 30. 30 này. C3 đúng không? Ờ, xong nhân 15C2. Thì các bạn ra con số là 426 đây. 426300 đáp án C. Thế thôi. Không có gì năn đăng, đăng cả những cái bài toán này cực kỳ đơn giản. Nhá. Rồi. Uh, tiếp tục chúng ta đến với câu 33. Câu 33 ngay là sau đó là một cái bài toán về tổ hợp xác suất Chúng ta có bài toán như sau. Uh, có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Sau đó các em chọn ra ngẫu nhiên 6, tấm, 6 chiếc thẻ. xác uh, suất để 6 chiếc thẻ được chọn Uh, chọn ra để chọn ra nhé nhé chọn ra đó. chọn ra có ít nhất một chiếc thẻ có số chiếc cho sáu sao xuất để 6 chiếc thẻ chọn ra có ít nhất một chiếc thẻ có số chết cho sáu thì bây giờ nhá những cái bài như này thì có lời khuyên cho các em ấy là bài đoán dính vào chữ ít nhất vậy dính vào chữ ít nhất đúng không ít nhất đâu rồi à? vậy dính vào chữ ít nhất thì tốt nhất là các em xử lý bài toán theo cái cách là các bạn dùng phép Uh, biến cố đối. Giả sử A là biến cố mà có trong 6 chiếc thẻ chọn ra có ít nhất một chiếc thẻ có số chiếc cho 6. Như vậy các em xét A ngang là biến cố đó là không có thẻ nào có số chiếc cho 6. Được chưa? Ok, như vậy thì các em đếm số thuật thuận lợi của biến cố A ngang nhá. Các em thấy là từ 1 đến 20 thì những cái số chiếc cho 6 gồm có số là 6 này, 12 này, 18 này hết rồi, có 3 số. Như vậy thì số trò thuận lợi biến của A ngang là gì? Có đúng 3 số đúng không nhỉ? 6, 12, 18 hết thôi. Như vậy là có 17 số của chiết cho 36 thì các em chọn ra 6 chiếc sẽ chọn ngẫu nhiên 6 chiếc thẻ trong tổng cộng 17, 17 số. Vậy thì xác suất của biến cố A các em sẽ lấy là 1 trừ đi cái này trên cái không gian mẫu. Cái phép thử của chúng ta là lấy ngẫu nhiên 6 chiếc thẻ thì là 1 chia đi C 6 17 trên C6 của 20 Thực sự bài này không làm được thì gần như là mất gốc về tổ hợp xác suất Tại vì bài này thì thầy nghĩ là nó cũng không có cái gì khó khăn ở đây cả Tổ xác suất có rất nhiều bài khó nhưng bài này thì được đánh giá là một bài toán tương đối dễ Đặc biệt là vị trí số 33 thì đương nhiên rồi câu này thì vị trí số 33 thì không thể làm khó được học sinh Đa số là như vậy Đáp án là 194 trên 285 194 trên 285 Đáp án C Những bài như này thì thường thường sẽ không làm khó được học sinh Tại vì nó là tổ hợp xác cơ bản thôi Ok Câu tiếp theo là câu số 34 và câu số 35 Thì chữa luôn hai câu này Câu 34 Đó là cho cấp số nhân UN Các em có được biết rồi U1 biết rồi nhá Và à, U2 biết rồi U5 biết rồi Thì bài yêu cầu các em tính công bội cấp số nhân đã cho thì bằng bao nhiêu Nào công bội quy của nó bằng gì Các em lấy U5 mà chia cho U2 thì nó 5 chia 2 là 3 là quy của 3 Và âm 192 chia 3 bằng bao nhiêu Nào âm Âm 192 chia 3 Nó bằng âm 64 Âm 64 Vậy quy bằng quy bằng âm 4 Các em chọn âm án A Nhớ được phải có dấu âm nhớ chưa Ok nhá Rồi câu số 35 cho số phức Z thì bằng 6 cộng 12 Y Thì khi đó phần thực của số phức Z ngang Ở những bài này các em dùng ờ uh, uh, Các em thấy là Z ngang trên 1 cộng Y này Thì các bạn thấy nó bằng gì Bằng 6 Đây là cộng thì biến thành trừ đi 2 Y trên 1 cộng Y các bạn dùng Casio ra cho nó nhanh, thầy khuyên thật đấy, những bài này tốt nhất các bạn dùng Casio ra nhanh, tất nhiên là làm tự luận các em làm được, nhưng mà Casio những bài này thì nó sẽ tỏ ra ưu việt hơn, nhá. Để thầy Casio này 6 2i chia cho gì đây? 1 i. Nó bằng bao nhiêu đây? Ờ ok, nó bằng 2 trừ đi 4i. 2 trừ đi 4i, 2 trừ đi 4i thì bằng bao nhiêu đây? 2 trừ đi 4i, 2 trừ 4i thì phần thực nó bằng bằng dương 2 các em chọn A thế thôi nhá. Rồi, ok. nhá. Nào, câu 36 này. Câu 36 thì có bài toán như sau. Đó là cho AB là các hai số lớn hơn à, ở thực dương lớn một và thỏa mãn điều kiện này. Và này. Tổng các giá trị, tổng các giá trị loga cơ số A của B thỏa mãn điều kiện đã cho thì bằng bao nhiêu? Ok, thì bây giờ nhá. Ok, bây giờ các em cứ đặt T bằng Đặt T nó bằng loga cơ số A của B đi. Đó, thì các bạn sẽ có được cái loga cơ số A của đây là A mũ 3B tất cả bình phương nó bằng gì? Nó bằng loga cơ số A của A mũ 3 cộng với ga cơ số a của b tất cả bình phương đúng không? Thì bằng 3 cộng với t tất cả bình phương. Trong khi đó thì cái Loga cơ số a của a b bình phương nó bằng Loga cơ số a của a cộng với ga cơ số a của b bình phương thì bằng 1 cộng với 2 lần 2t viết này đi. Vậy thì phương trình tương đương điều gì? Phương trình nó tương đương điều gì cả lớp? Nó là 3 cộng t tất cả bình phương này cộng với 2 lần cái này, 2 lần 1 cộng 2t Xong này trừ đi 3 năm thì bằng 0 Tương đương với T bình phương này Cộng 6T này Cộng 6 lần T này Cộng với 9 này Cộng với 4T cộng với Cộng 2 trừ đi 3 năm thì bằng 0 Vậy các em sẽ tìm được cái đây là T bình phương cộng 10T này Ok đây là 11 11 và trừ đi 3 năm bằng bao nhiêu 11 trừ 3 năm Nó bằng âm 24 Trừ 24 bằng 0 Nó bằng 0 cái phương trình này có hai nghiệm và đề bài yêu cầu các em là tính tổng các giá trị Loga cơ số A của B thỏa mãn điều kiện. Các bạn sẽ có hai nghiệm là T1 và T2 thì theo định viết thì các em sẽ có tổng các giá trị T1 cộng T2 bằng âm B phần A. Viết đấy, bằng âm 10. Âm 10 thì các em chọn phương án là phương án D. Ơ yeah. sao các bạn không comment đáp án nào? Các bạn tích cực comment đáp án thầy nhá. Được chưa? tổng các giá trị loga cơ do a của b thỏa mãn các điều kiện đã cho thì bằng à để chôn nhau thật đấy trời ơi thầy lại làm vội rồi AB b là hai số dương lớn một thế chứ đi cái vì a lớn 1 và b lớn một ờ để chôn 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 nên ta sẽ có điều gì nào vì a lớn một b lớn 1 nên t của nó bằng loga cơ số a của b lớn hơn lớn mấy lớn hơn không sau đây lớp nhé Loga cơ sở A của B lớn không Được chưa Đó. Nên ở đây kem có hai nghiệm trái dấu Nhưng kem chỉ lấy được một nghiệm thôi Để cố tình cho cái giả thiết này để lừa chúng ta Ok Nó kem chỉ có một nghiệm thôi nhé kem nhé Ok Cái này tương đương điều gì Tương đương mà T của nó bằng 2 Hoặc là T bằng âm 12 Thì T âm 12 loại đi Do Do T lớn không Vậy chỉ có một giá trị T chấp nhận được thôi Là bằng T bằng 2 đấy Nào câu tiếp theo là câu Câu 37 cho ta nói Z cho 3 điểm A, B và C Mặt phẳng đi qua C và trực tâm H của tam giác ABC Và vuông góc với mặt phẳng ABC thì có phương trình là gì? Được chưa? Rồi các bạn nghe này Mặt phẳng đi qua điểm C và trực tâm H của tam giác ABC Và vuông góc với mặt phẳng ABC Thì các bạn nghe kỹ nhé Ở đây các em có 3 điểm ABC Được chưa? Ở đây các bạn nghe này Nói thầy là ví dụ ba điểm ABC như này Không quan trọng đâu Không quan trọng đâu Thầy không biết trực tâm H nằm đâu cả nhưng mà mình cứ phân tích để bài đã đây là a này b này c mặt phẳng đi qua c và trực tâm H của tam ABC như vậy rõ ràng là nó sẽ đi qua điểm c và vuông góc với ab mặt phẳng p đi qua c và trực tâm H của tam ABC đây trực tâm H đây đây trực tâm H của tam ABC đây tức là đi qua điểm c và điểm H này và lại còn vuông góc với mặt phẳng ABC thì có phương trình là gì nào các bạn nghe kỹ này uh. nghe kỹ này nghe kỹ này nghe kỹ để ok thì bây giờ nhá cái mặt phẳng đấy là mặt phẳng mà vuông góc mặt phẳng ABC nên cái vector pháp tuyến là mặt phẳng đấy giờ dạ, kem nghe mình cùng nhau phân tích đề bài một tí nhá mặt phẳng này là mặt phẳng mà cần biết phương trình mà kem biết được nó đi qua điểm C đúng không nó đi qua điểm C như vậy đã, đã đi qua một điểm biết rồi như vậy kem cần biết thêm cái gì nữa để kem xác định được phương trình mặt phẳng đó là vector pháp tuyến của mặt phẳng và kem có những thông tin nào để kem xác định vector pháp tuyến của mặt phẳng đấy thứ nhất là nó sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC và thứ hai nữa là nó vuông góc với cả đường thẳng AB. Tại vì mặt phẳng đấy là mặt phẳng đi qua điểm C và điểm H tức là AB vuông góc với cả CH và AB còn uh, AB vuông góc với CH. Cái giao tuyến của mặt phẳng đấy và mặt phẳng ABC là CH. AB vuông góc với CH nên AB vuông góc mặt phẳng đấy. Các em nhớ nghe này. Cái mặt phẳng ABC và mặt phẳng gọi alpha đi. Alpha mà mặt phẳng ABC. Cái giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt ABC nó là CH đúng không? Đó. Mà AB vuông góc với CH ta suy AB nó vuông góc với giao tuyến thì AB nó nằm trên mặt phẳng ABC nên AB nó vuông góc với mặt phẳng alpha. Để cho như vậy các em hiểu là à mặt phẳng đấy là mặt phẳng vuông với AB. Thế thôi nhá. Mặt phẳng đi qua C vuông với AB mặt phẳng đi vuông với AB. Như vậy cái vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha các em xác định được cái vector pháp tuyến đấy chính là vector vector AB luôn. Đấy, bài này dễ mà các em. Không làm được bài này thì quá tiếc luôn nhá. Cách ra đề nó hay thôi, còn bài này là bài dễ, không quá khó. Mình phân tích một tí là mình ra. Đó, âm 6 này, cái này trừ cái này bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Đó nó là một được chưa? Ờ các em kem kem có thể cho nó cùng phương với tôi là 2 này, 6 này, âm 1. Đó, mà alpha đi qua C đúng không, cả lớp. Qua C nên ta sẽ có phương trình mặt phẳng alpha là gì? Đó là 2 lần x 5 cộng với 6 lần y cộng 2 trừ đi z trừ đi 3 thì bằng 0. Tức là kem sẽ có được phương trình mặt phẳng alpha đó là gì? 2x cộng với 6y trừ đi z này. Trừ 10 cộng 12 là còn 2 2 cộng 3 là, là cộng 5 Bằng 0 được chưa 2x cộng 6y trừ z cộng 5 bằng 0 Các em chọn phương án B Với AB là hai số thực dương tùy ý lớn hơn 1 Thì khi đó cái này bằng bao nhiêu Thấy lời khuyên cho các em này Là ở đây các em nên đưa hết về cái cơ số là cơ số A nhá. Thì các em có được cái loga Cơ số A bình phương của B Đây là A mũ 4 của B mũ 3 Thì các em đưa hết về cơ số A Loga cơ số A của A mũ 4 B mũ 3 Noga cơ số A của A bình phương của B Được chưa? Thế đây bằng gì đây? Bằng 4 cộng với Loga cơ số A của B mũ 3 Đây là 2 cộng với Loga cơ số A của B Thầy viết lại nhá Thì nó 4 cộng với 3 là Noga cơ số A của B Trên 2 cộng với Noga cơ số A của B 4 cộng 3, 2 cộng cơ số A của B Đúng không? Đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy? Đáp án A Rất đơn giản nhá Rồi à, Câu tiếp theo em đáp à không em nhá ừ, áo dvd nhá Thầy gọi là áo dvd thôi gọi nghiêm túc còn tí áo rap cho vui vui tí thôi nhá Đợi à, áo độc quyền dvd fan mu Thầy chưa nghĩ ra cái cái ý tưởng đấy có khi em comment làm cho thầy nghĩ ra thêm ý tưởng đấy cũng có khi thầy thực hiện ý tưởng ừ. rồi câu số 39 chín mình nghe này có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc cái đoạn từ năm hai đến hai nghìn chưa để sao cho ứng với mỗi giá trị của m thì hàm số này đồng biến trong khoảng gì đây từ âm hai cho đến dương vô cùng hàm số này đồng biến trong khoảng từ âm hai đến dương vô cùng đó thì những bài như này ý, thì các em thấy trước hết là hàm số này xác định trong khoảng từ âm hai đến dương vô cùng thì em xét trời cái y phẩy thôi nào xét y phẩy bằng gì đó là 4 x này cộng với m cộng một này cộng một x cộng hai đúng không để mà đồng biến trong khoảng từ âm hai đến dương vô cùng thì các em điều kiện là y phẩy của chúng ta phải lớn bằng không em cần có cần là gì cần đó là y phẩy lớn bằng không đúng với mọi x thuộc khoảng từ âm hai cho đến dương vô cùng Ok, thì các em cố gắng đi tìm min của anh này ra Đó, tức là các em sẽ xử lý vấn đề là min của anh này Y phẩy, trong khoảng từ âm 2 cho đến dương vô cùng nó sẽ phải lớn bằng không đúng không đây là điều kiện cần và đủ mà các em hiểu rõ vấn đề này rồi thì chứng minh điều này thực sự thì min nó rất đơn giản các em có quá nhiều con đường để làm các em tính đạo hàm dạng được hoặc các em bất kỳ các em cách nào các em cảm thấy dễ làm thì nào rồi các em có được cái y phải bằng gì nào y phải bằng gì 4 lần x -2 này. Đó, cộng hai này cộng một trên x cộng hai này được chưa? Thì cái này cộng với m cộng 1. Nhưng các em đang cộng 8 nên các em phải trừ đi 8. Thì dùng cos cho hai số đi, lớn bằng 2 là căn bằng 2 cộng 4 lớn x cộng 2. Nên 1 x cộng 2 các em làm này thì nhanh hơn. Đỡ phải uh, gì? Rồi, cái này bằng bao nhiêu đây? Bằng 4 này, cộng m trừ đi 7 này, bằng m trừ đi 3. Được chưa? Rồi nó lớn bằng m trừ 3, dấu bằng sẽ ra khi là 4x cộng 2 bằng 1 x cộng 2 tức là các em tìm được dấu bằng nhá. Vậy thì các em có được min của y phẩy trên khoảng từ âm 2 cho đến vô cùng nó bằng m trừ đi 3. Và điều kiện là M 3 lớn bằng 0 xảy ra khi khi là M lớn bằng lớn bằng 3. Vậy thì có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M? Vậy M sẽ nhận các giá trị là 3 này, 4 này, 5 này, chấm chấm chấm, chấm cho đến 2024. Rồi, từ 2024 uh, 2024 chỉ đi 3 2021 cộng 1 là 2022. Vậy các em có tất cả là 2022 giá trị nguyên của tham số M thỏa mãn. Nào hiểu bài comment HB nào. Câu này là câu nhẹ thôi, câu này chưa phải câu khó nhá. Rồi thầy chữa luôn câu 40 nhá. Thầy dựa độ cầu bốn cho nó nhanh cho nó kết thúc sớm nhá rồi cho không gian Z, mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng Oyz thì có phương trình là gì thầy nói lại nhá mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng Oyz được chưa thì rõ ràng cái tâm của mặt cầu các em xác định rồi nên cái yếu tố còn lại của chúng ta là bán kính vậy bán kính của mặt cầu thì các em thấy mặt cầu này tiếp xúc mặt phẳng Oyz thì bán kính R của nó sẽ là khoảng cách từ điểm I cho mặt phẳng Oyz các em tính cho thầy khoảng cách ra mặt phẳng Oyz là mặt phẳng có phương trình y bằng không nên khoảng cách này bằng trị đối của xy được chưa? Thì bằng trị độ của âm âm 3 thì bằng 3. Vậy bán kính R bằng 3. Như vậy cái phương trình là x cộng 3 tất cả bình phương cộng với y chứ 4 tất cả bình phương cộng z cộng 2 tất cả bình phương bằng bằng 9 nhưng phải bằng bằng 3 đâu. Các em chọn B, được chưa? <laughs> Nhá. Câu 1 này, nghe này. Ừ. Xét các số phức ZW thỏa mãn điều kiện mô đun của Z chứ đi 4 cộng với 3y thì bằng bằng 1 được chưa? Và W trừ 7 cộng 7 y nhân với 1 cộng với y trừ y dân z W ngang là số thực. Và thỏa mãn điều kiện là mô đun của z trừ W thì bằng căn 31. Được chưa? Giá trị lớn nhất của biểu thức P này thuộc khoảng nào dưới đây? Đó. Những cái bài như này này thì các em thấy cái giả thiết này ok rồi. Mình stop here đã, mình stop để khai thác giả thiết này đã. Mình sẽ tập trung vào giả thiết này nhá. Và giả thiết này để mà khai thác giả thiết này ý, thì có lời khuyên này. Cái giả thiết này đừng ngã stop here đã, mình tập trung vào khai thác giả thiết này. Đó là gì? Các em thấy là như này này Đây là số thực đúng không? Thì để mà đơn giản hóa mình cứ đặt W của chúng ta bằng X cộng Y đi Mình chần chờ gì nữa Đi thi mình cái nào này vội vàng Cần gì phải suy nghĩ nhiều đúng không? Cần gì phải suy nghĩ nhiều Mình đặt luôn W được X cộng Y đi Thì ta sẽ có được cái X chỉ đi 7 Cộng với Y cộng 7 Nhân với Y 1 cộng y chữ y nhân x chữ y y đây là số thực đúng không? Thì em sẽ tương đương điều gì? Đây là x trừ đi 7 này. Cộng với đây là y cộng 7 nhân với y. Ở đây nó là gì đây? Ở đây nó là âm y đúng không nhỉ? Đây là 1 y này. 1 chữ y này. Ở đây là cộng với 1 chữ x nhân với y. Đúng nhỉ? Thuộc, thuộc r. Được chưa? Được chưa? Đúng không? 1 trừ đi... 1 chữ y đúng không? Cộng với đây là 1 chữ x nhân y đúng không? À, số này thuộc R thì phần ảo nó bằng 0. Thì phần ảo nó bằng 0. Thì phần ảo của nó là gì cả lớp? Phần ảo của nó là x chữ 7 nhân với 1 chữ x này. Cộng với đây là y cộng 7 nhân với 1 chữ y thì bằng 0. Được chưa? Rồi, cái này tương đương điều gì nào? Tương đương điều gì? Nào đây là x bình phương. Đó, đây x chữ 7 x chữ 1 đúng không? Viết lại x chữ 7 x chữ 1 được. Đúng không? Thì là trừ đi 8x cộng 7 các em viết lại x 7 với x 1 nhá. Các em đổi dấu đi. Đây là y 1. Một chi các em viết lại y 1, các em đổi dấu hai bên nhá. Ok. x bình phương 8x 7. Nó đây là y bình phương. Ok, đây là cộng với 6x này. À, cộng 6y 7 nó sẽ bằng 0. Vậy các em tương đương là x trừ đi 4 tất cả bình phương cộng với y cộng 3 tất cả bình phương. Sẽ bằng bao nhiêu đây? Ừ. Đây là 77 hết này. 4 bình là 3 bình là cộng bằng 5 bình phương Bằng 5 bình phương Được chưa Như vậy từ từ đây ý, Mình suy ra được điểm M biểu diễn số bước W Nó thuộc cái đường tròn Có phương chỉ biết rồi Hay là các em có thể viết là như này Suy ra điểm biểu diễn nó W Thuộc cái đường tròn C Có tâm có tọa độ là gì 4 này Âm 3 Bán kính R bằng R bằng 5 hay nói một cách đơn giản hơn Mình sẽ có được là mô của W Chứ đi 4 cộng với 3 i Nó bằng bằng dương 5 Điều này là điều hết sức quan trọng nhá. Điều này là điều hết sức quan trọng Rồi đây là điều đầu tiên Hóa ra nghe kỹ này Hóa ra Hóa ra hóa ra là gì Hóa ra là Cái giả thiết này Giả thiết trông này này Cho chúng ta thông tin là cái điều này xảy ra Tức là W trừ đi 4 cộng 3 i thì bằng 5 Được chưa? Nhá. Yeah. Ngoài ra các em còn có, có mô đun của Z trừ đi 4 cộng 3 i Thì bằng bằng 1 Đó tuyệt vời Thế bây giờ cái, cái yêu cầu các em giải quyết vấn đề này Thế các em để ý này 5Z đúng không? Ok 5Z cộng với W Thầy có làm đúng nhỉ? Quá đẹp luôn đúng không? 5Z cộng W thì bây giờ các em làm nào bây giờ? Các em làm nào để xử lý bây giờ? Làm nào để xử lý bây giờ? Thầy hỏi đây thế thì thầy có lời khuyên này nghe tiếp đây bài này các em có thể tổng quát hóa được nhá ở đây các em có thể đặt a bằng z trừ đi bốn cộng ba y để cho đơn giản và b bằng cái này thì rất hay cái chỗ là z trừ w chính là a hai này phải giống nhau thì a trừ b rất tuyệt vời ok thì bây giờ làm như này nhá nào các em đặt cho thầy a bằng z trừ đi bốn cộng với ba y b bằng w trừ đi bốn cộng ba y các em sẽ có được mô đun của a bằng mấy? Mô của A bằng 1. Mô của B bằng 5. Và ở đây là các em có mô của Z trừ W bằng mô của A trừ B. Đề bài cho mô của A trừ B bằng mấy? Bằng, bằng căn 31. Và các em biến đổi biểu thức P này theo A và B nhá Rồi, P của chúng ta bằng gì? Bằng mô của 5Z. 5Z. 5Z tức là 5 nấn A cộng 4 trừ đi 3Y là 5Z cộng với W Tức là cộng với cả B cộng 4 trừ đi 3Y là W Sau đó các em lấy là trừ đi 16 cộng 12Y Được chưa? Đó, thì ở đây các em sẽ có được điều gì đây? Nó bằng mô đun của 5A cộng với B này Các bạn nghe tiếp này 5 x 4 là 20, 20 cộng 4 là 24 24 và trừ đi 16 bằng dương 8 Như vậy cái này cộng với 8 này đây là trừ đi 15, trừ 15 trừ đi 3 nghĩa là trừ 18, trừ 18 và cộng 12 là trừ đi 6y. Được chưa? P bằng cái này. Nào các bạn hiểu bài comment HB thầy xem nào. Nào hiểu bài comment HB nào. Bước này là bước mà các em phải hiểu. Phải hiểu và các em thấy nó nó dễ thì lúc đấy các em mới có thể làm nhanh chóng được. Nào hiểu bài comment HB thầy xem nào. Thầy ơi, 8 giờ 30 em mới vào thi thì tí có tên em trên bảng xếp hạng không thầy? Vẫn có đấy em ạ. Em vào thi nhưng mà em phải nộp bài 8 giờ 30 em vào thi em nộp bài trước 9 giờ 15 thì sẽ có tên trên bảng xếp hạng nhá. Còn nộp bài sau giờ cái khung giờ đấy là sẽ không có. Được chưa? Còn tên em đứng ở vị trí số bao nhiêu thì do do em thôi. Làm Nằm... nhá, ok nhá. Rồi bây giờ làm nào ở cả lớp? Hiểu bài rồi đúng không? Rất nhiều bạn hát B rồi. Ừ. Tới đây thì đơn giản thôi, kem biến thành bài toán hai cái biến đó là mô đun của A biết mô đun của B, mô đun của A trừ B và tính cái biểu thức này. Thì tính min hay tính mắc thì các em đều làm được thôi à, Giá trị lớn nhất Thầy có lời khuyên này Khi mà các em có giả thiết này rồi ý, Thì các em sẽ tính được mọi thứ liên quan đến mô đun của MA cộng NB Các em tính được mọi thứ liên quan đến cái này luôn Tính được tất cả mọi thứ liên quan đến cái này Được chưa Rồi bây giờ thầy nói luôn này Thầy nói luôn nhá Trước hết là các em nói đến bổ đề Đó là mô đun của MA cộng NB Bình phương Thì bằng M bình phương mô đung của a bình phương cộng n bình phương mô đung của b bình phương cộng ml nhân với a b ngang cộng a ngang nhân b Đó, ghi này cho nó cho nó nhớ nhá thì ở đây em sẽ có được như này này các em có được như này mươi à, 31 thì bằng mô đung của a trừ đi b bình phương đúng không thì bằng mô đung của a bình cộng mô đung của b bình được chưa trừ đi a b ngang cộng với a ngang nhân b được chưa? Rồi, cái này bằng 1 cộng với hạ. Đây là 26 này, trừ đi AB ngang cộng A ngang nhân B kiểu gì thì kiểu em cũng sẽ tính được cái này. Ta sẽ AB ngang cộng với A ngang nhân B thì bằng 26 trừ đi 31. 26 trừ 31 và ấm, ấm 5. Rồi, bây giờ các em xét tiếp cái này. Các em luôn luôn tính được cái mô đun của không phải là 5, không phải là 1 mà các em có thể thay đổi bất kỳ số nào các em đều tính được hết. 5A cộng B bình phương nó bằng gì? M đóng vai trò là 5, như vậy bình phương nên nó là 25 mô đun của A bình n mà nó mới trở là một như vậy Cái này là cộng mô của b bình cộng với 5 lần a b ngang cộng với a ngang nhân b các em làm cách này cho nó dễ tất nhiên một bài toán số phức các em có rất nhiều cách khác nhau để làm nhưng cách này là cách tổng quát mà các em có thể thay đổi đề bài bất kỳ cách nào các em vẫn làm được nhá ok thầy vẫn thích cách này nhất nên thầy chữa cách này còn một bài toán số phức thì các em thường thường số phức nó có điểm khác biệt so với các dạng khác là nó có thể làm rất nhiều con đường khác nhau được chưa? Thì các em có mô của 5A cộng B bằng bằng 5. Vậy câu hỏi bài toán là gì? Người ta yêu cầu các em tìm giá trị lớn nhất, đúng không? Ok, tiếp tục bổ đề số 2 này. Bổ đề số 2 này. Các em có mô đun của Z1 cộng mô đun của Z2 thì bao giờ cũng thế. Lớn bằng thôi được rồi, viết mô đun của Z1 cộng Z2 đi. Bao giờ cũng nhỏ bằng mô đun của Z1 cộng mô đun của Z2. Rồi, áp dụng vào đây, các em có biểu thức P của nó bằng gì? B bằng mô của 5A cộng B Các em biết rồi Trừ đi 8 cộng 6Y Được chưa? Nhọn bằng mô của 5A cộng với B Cộng với mô của âm 8 cộng 6Y Từ vừa nãy mình Đây là dấu đẳng thức duy nhất mà mình dùng Còn từ vừa nãy toàn dùng đợt dấu đẳng thức thôi Cái này bằng mấy? Bằng 5 cộng với Đây là căn của 8 bình cộng 6 bình Nó 10 Thì bằng 15 Thuộc khoảng nào dưới đây Thì các em thấy là thuộc khoảng từ 13 đến 16 Rồi Nghe tiếp này Câu 42 này cho hình chóp SABCD của đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng A có góc BCD bằng 120 độ. Nghe nhá, khi mà các em có được hình chóp SABCD có góc BCD bằng 120 độ, tức là ở đây này. Nào góc BCD 120 độ đúng không? ABC. Vậy góc C đây, mình cứ cho đỉnh C đây đi. Đó, à đây. A đây. ABCD A B đây, à. được chưa? À, OK, góc này một độ thì đây nó giống như kiểu là một cái hình hai góc đều chập lại với nhau đấy Các em. em tưởng tượng như này này. Thì với cái chập này nó một độ ấy thì tam giác A D C và tam giác A B C là các góc đều Nhá, lưu ý điều đấy. Hai góc này đều chập lại với nhau. Ngoài ra đề bài cho S A bằng S B bằng S D, S A S B S D. Với cái giả thiết SA bằng SB bằng SD Bây giờ các em học sinh 2K6 sắp thi rồi Nên thầy sẽ không viết lại cụ thể bổ đề nữa Mà các bạn nhớ là đối với hình chóp ấy Mà có các cạnh bên bằng nhau Cụ thể ba cạnh bên SA SB và SC Ví dụ thế Thì hình chiếu vuông góc của đỉnh xuống mặt phẳng đáy Nó sẽ trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Ở đây các em có được giả thiết này Nên ta sẽ có được cái hình chiếu vuông góc của Hình chiếu vuông góc của S xuống đáy được chưa? Nó sẽ trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tâm đường tròn ngoại tiếp ngoại tiếp tam giác gì? A B D. Và các bạn lưu ý đây, đối với tam giác BD thì tâm đường tròn ngoại tiếp là gì? Các bạn thấy ngay được đó là điểm C. Đó, lưu ý này. CA bằng CB bằng CD tại đây hai nó đều chọn với nhau ấy. Ta suy ra được C là tâm ngoại tâm đường tròn ngoại tiếp sao viết được cái xấu xấu nhỉ? tâm là tròn ngoại tiếp đúng không? của tam giác ABD. được chưa? như vậy ta sẽ có được là SC nó sẽ vuông góc với mặt phẳng ABD nên SC vuông góc mặt phẳng ABCD. nên ở đây SC chính là hình chiếu. tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn đấy. được chưa? ok như vậy là mình đã biết rất rất là nhiều thông tin rồi. bây giờ mình còn có ABCD hình thoi cạnh bằng một nữa. vậy đấy là điều cạnh bằng một. Bây giờ để bà cho góc giữa mặt phẳng là SAB và ABCD bằng 45 độ Đây là giả thiết cuối này Tại vì nó đáy mình biết rồi Để bà yêu cầu kem tính thể tích Để mà tính là thể tích thì kem đã biết là đáy rồi Như vậy em cần tính chiều cao Và kem tính SC là xong Đồng nhau Và tính SC thì kem phải lợi dụng nốt cái giả thiết cuối cùng Là cái góc giữa mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABCD bằng 45 độ Mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABCD bằng 45 độ Thì góc đấy là góc nào? Thì rất đơn giản thôi các em để ý nhá. Đối với việc xác định góc giữa mặt phẳng SCAB và mặt phẳng ABCD ấy thì các em thấy tam giác CAB là tam giác đều đúng không? Có SC cũng góc mặt đáy. Đó, nên qua C các em kẻ vuông góc với giao tuyến AB, gọi điểm M là hình chiếu vuông góc của điểm C xuống AB. Tam giác ABC đều nên đương nhiên M sẽ là trung điểm của AB. Được chưa? Thế thì cái góc giữa cái mặt phẳng đó và mặt phẳng này, đương nhiên rồi. Nó đó, đó là mặt, mặt góc gì? Góc này này. Đây chính là góc giữa hai mặt phẳng đấy Được chưa Ok thì các em xác định được ngay ờ, Cái kỹ năng xác định góc này thì nó quá là quen thuộc rồi Tại vì góc mặt phẳng S, AB và mặt phẳng đáy ABCD Có SC vuông mặt đáy AB là giao tuyến AB vuông góc với CM AB vuông góc với SC nên AB vuông góc mặt phẳng SCM nên AB vuông góc với SM Do đó thì góc giữa mặt phẳng này SAB Và mặt phẳng đáy ABCD Góc giữa hai mặt phẳng này Đương nhiên rồi nó chính là bằng góc SMC Và đề bài cho góc này bằng 45 độ Vậy ta tìm lại SC thôi Nó bằng độ dài CM CM là đường cao của tam giác đều CAB cạnh bằng 1 Nên nó bằng căn 3 trên 2 Nhân với AB bằng căn 3 trên 2 Vậy thể tích khối chóp bằng bao nhiêu? Mà diện tích của ABCD bằng gì? Bằng 2 là diện tích tam giác ABC Tam giác ABC đó là đều cạnh bằng 1 Nên là căn 3 trên 4 nhân 1 bình phương bằng căn 3 trên 2 Vậy từ những điều này thôi là mình sẽ có ngay được cái thể tích nhá Vậy V của khối chóp S, A, B, C, D Nó là 1 phần 3 Nhân với căn 3 trên 2 Nhân căn 3 trên 2 Thầy chữa kỹ thôi chứ thực ra đi thi các em làm nhanh mà Đi thi các em cứ viết 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 là các em xong Còn thầy chữa thì đương nhiên là bạn giỏi Bạn kém thì thầy đều phải chữa kỹ Tại vì có bạn những bạn học rất tốt Có bạn học bình thường hơn Nên mình chữa kỹ cho nó yên tâm nhá chữa nhá chữa nhá rồi thì những cái bài này là các em tập trung ở giả thiết quan trọng nhất của bài toán nó nằm ở cái z trừ đi hai trên z cộng ba có phân thực bằng một phần sáu giả thiết này sẽ giúp ích gì cho chúng ta nhá thì bản chất bài toán này cái khó nhất nằm ở việc đầu tiên là khai thác không phải khó nhất cái giả thiết này cũng không phải khó lắm Mà theo nghĩ thầy nghĩ là tốt nhất là các em cứ đưa về cách thuần đi Đó là các bạn nào cũng làm được Không cần phải dùng cái cách cao siêu khủng khiếp gì cả Không phải dùng những kỹ năng đau to bố lớn Mà các em dùng cái 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 đúng là cái thuần của nó Cái xuất phát từ cái bản chất của nó Các em cứ đặt Z bằng X cộng Y đi Mình không cần phải làm cách gọi là kinh khủng gì cả Bình thường những bài này ngày xưa Nếu mà giả sử quay trở lại Thầy cách đây tầm độ khoảng 1 năm Thầy sẽ chữa học sinh 2 năm theo cái hướng là 1 à, phần 6 cộng BI đúng không? Thì thầy sẽ sẽ lấy số phước này này Cộng với số phước liên hợp của nó thì bằng bằng 1 phần 3 Sau đó thì bùng nó ra một phát là xong luôn Nhưng mà bây giờ thầy nghĩ là Thôi mình chữa cách nào để đến được đối tượng số lượng đông nhất học sinh Tại vì dù sao cách này làm nó cũng chả lâu hơn cách đấy mấy Nó dùng ít kỹ thuật hơn Nhưng nó sẽ là cách thuần hơn nhá Rồi ta có điều gì? nó ta có này đó, X trừ đi 2 cộng Y Chia cho X cộng 3 Xin lỗi bạn nhé có phần thực Cái này là phần thực bằng 1 phần 6 chứ không phải bằng 1 phần 6 Viết lại một tí Rồi đây là x cộng 3 đúng không Cộng với y Được chưa Ok cái phần thực của số này bằng 1 phần 6 Được chưa Thì mình cứ khai thác cái này đã Thì mình nhân với cái số phức đi lập của số này x chữ 2 Đó, X cộng 3 chữ y Nhân với mẫu thức của chúng ta là, là x 3 tất cả bình phương cộng với y bình phương đúng không mình làm bình tĩnh ra các em Chẳng có gì vội cả nhưng mà này các em không không cần phải vội ok Phân thực bằng 1 phần sáu tất nhiên trong phòng thi các em không cần phải viết cụ thể như này như thầy điều này chỉ xảy ra khi nào Phân thực của nó là gì là các em đưa hết về phân thực phần ảo các em không quan tâm nhé các em chỉ tập trung vào phân thực thôi đó là x trừ hai nhé cộng 3 được chưa? Cái này là trừ y xong rồi trừ đi, đây là trừ đi y bình phương nhân y là cộng với y bình phương. Trên này là x cộng 3 tất cả bình phương cộng với y bình phương. Được chưa? Nó bằng 1/6. Tương đương điều gì đây? 6 nhân vào đây. À, đó là 6 lần là x bình phương cộng với x trừ đi 6, được chưa? x bình phương cộng x trừ 6 cộng với 6 y bình phương nó bằng x bình phương cộng y bình phương cộng với 6x cộng 9. Được chưa nhá Thì tới đây thì đương nhiên là các bạn làm xong rồi tới đây đương nhiên là các em làm xong Chả lẽ không làm được Tới đây làm ra bao nhiêu nhà thôi Mình cứ biến đổi ra biết làm sao được Tới đây tương đương điều gì Thầy nhậm nhá 5 lần x bình cộng y bình này Chuyển về sang nhá Ờ à, 6x chỉ tiêu là các em này Tuyệt vời không Đây là 9 cộng 36 9 cộng 36 là 45 Vậy tương đương với x bình cộng y bình bằng 9 Đấy các em đi thi các em làm này cũng được Chả có, chả có gì của cả Vậy các em tương đương với mô đun của Z Thì bằng 3 Nhớ ở đây Nhớ đấy Đó là Z khác trừ 3 Đó, Nếu không các em cũng rất là dễ sai ngủ bước này nếu mà đề bài mà vô tình cho điều dấu bằng xảy ra khi z bằng 3 là không được hoặc là như nào đó nhưng mà ở đây các em có điều kiện là z khác 3 mình cứ viết ở đây ạ có thể mình dùng có thể mình không nhưng mình cứ viết ra đây để mình nhớ các em nhớ là ở đây các em có điều kiện là z khác 3 tại vì z bằng 3 nó có thể chấp nhận được điều này nên ở đây tốt nhất là các em viết là z khác 3 tại vì đôi khi có những bài toán ấy người ta bảo là có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện này và bla gì đó thì các em sẽ phải thấy là cái điều kiện này Nó sẽ đôi khi nó sẽ Là cái cách để người ta loại trừ học sinh Bằng cách là các em học sinh dễ sai ngu Được chưa Nhá ok Thì đây các em có mô của Z bằng, bằng 3 Xét các số phức Z1 Z2 thuộc S Sao cho điều này bằng 15 Như vậy vì nó Z1 Z2 thuộc ZS đúng không Đó, Vì nó Z1 Z2 thuộc S Nên ta sẽ có mô đu của Z1 Bằng mô đu của Z2 Và nó cũng sẽ bằng 3 luôn Đồng thời Z1 và Z2 đều là hai số phức khác số âm 3 Đồng ý không? Rồi bây giờ các em có được như này này 15 bằng gì? Nào mình áp dụng tiếp tục cái 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 bộ đề mà thầy viết ở đây này Bộ đề này này Ok copy nó ra Mình áp dụng tiếp tục bộ đề này là xong luôn Mình có cái bộ đề này nhá Mình viết lại ở đây Thì mình sẽ có được cái số 15 này này Mình có được số 15 này này Để ý này Các bạn để ý này mình sẽ có được cái số 15 này cả, cả lớp nghe nhá cái số 15 này này thì bằng gì 15 bình phương luôn đi nhá thì bằng mô đun của 3z1 chỉ đi 4z2 bình phương thì các em thấy bình phương này là 9 lần mô đun của z1 bình cộng 16 lần mô đun của z2 bình trừ đi 3 nhân 4 là 12 lần z1 z2 ngang cộng với z1 ngang z2 đúng không rồi ok thì cái này các em biết được mô đun của z1 bằng mô đun z2 bằng 3 nên cái này bằng gì đây cái này bằng bằng 9 cộng 16 là 25 nhân với 9 chỉ đi 12 lần Z1, Z2 ngang Cộng với Z1 ngang Z2 Tuyệt vời không? Như vậy các em rõ ràng các em có được Z1, Z1 ngang Z1, Z2 ngang Cộng với Z1 ngang Z2 nó bằng bao nhiêu? 25 x 9 25 x 9, 5 bình phương nhân 3 bình phương oh, Ồ, bằng 0 à? Bằng 0, tuyệt vời Như vậy, cái này bằng 0 Và để bây yêu cầu các em tính giá trị của cái này Để cho tính giá trị của anh này Chẳng nhẽ không làm được Không làm được, bài này cực kỳ đáng tiếc Tới đây mà các em không làm được nữa thì 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 phải nói là quá là đáng tiếc phải nói là quá là đáng tiếc quá là đáng tiếc quá đáng tiếc nào bây giờ em tính cái này bằng cách nào bình phương lên để tạo ra bình phương thì mình bình phương lên ta suy ra được cái điều gì nào z 1 z 2 bình à, z 2 ngang cộng z 2 z 2 z 1 ngang nhỉ? bình phương nó bằng không đúng không thì em bình phương lên các em có được z 1 z 2 ngang tất cả bình phương này cộng z 1 ngang z 2 tất cả bình phương này cộng hai lần tích là Z1 nhân Z2 ngang nhân với Z2 ngang à Z2 nhân Z1 ngang chứ bằng bằng 0 nhá thì tương đương điều gì à cái này này các em lưu ý này Z1 Z2 ngang này bình phương này cộng Z1 ngang Z2 này bình phương này cộng với 2 lần mô đun của Z1 bình nhân mô đu của Z2 bình nó bằng 0 mô đu của Z1 bằng mô đu của Z2 để bài cho bằng bao nhiêu bằng 3 nhân mô đu Z1 bình bằng mô đu Z2 bình bằng 9 như vậy cái này tương đương với là gì tương đương với Z1 Z2 ngang bình phương cộng với Z2 Z1 ngang bình phương bằng bao nhiêu? 99 là 81, 81 x 2 Ồ, 81 x 2 là bằng âm 162 Như vậy thì khi mà em lấy trị tuyệt đối vào ấy Thì nó bằng 162 Được chưa? Rồi các bạn đã hiểu bài chưa? Nào, câu 43 đã ok chưa? Hiểu bài rồi comment HB thầy xem nào nào bây giờ thầy đọc cái câu này nhá thầy đọc đề câu này này à, cho h là hình phẳng giới hạn bởi parabol y bằng x mũ 3 trừ đi ba x và đường thẳng y bằng y bằng x để cho tham khảo hình vẽ bên Thế tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay h quanh trục hoành là a nhân pi trên b à, với a b là các số nguyên dương và a phần b là phân số tối giản thì giá trị của 18 a trừ đi 300 b thì bằng bao nhiêu à, thầy nói với các bạn một tí này cái bài này khi mà kem quay ý, bạn nghe kỹ này đối với các em quay khi mà các em quay quay chụp hành ấy, thì nó không giống như cái dạng bài toán bình thường các em nhớ là bình thường mình học ấy là như này mà các em quay phần này quay chụp hành ấy thì các em lấy cái trên bình phương chỉ cái dưới bình phương đúng không nhân pi được chưa thì đấy là cái cách mà mình làm trong trong quá trình mà mình quay hai đồ thị mà cùng nằm trên chụp hành mình quay quanh chụp hành cái phần này này nhưng ở đây ý, cái bài toán này ý, nó lại nằm ở cái chỗ là một cái phần nằm bên dưới một phần nằm bên trên của mỗi đoạn này là như này thôi thì các em để này thực sự nó không có gì gây gớm ở đây cả không có gì gây gớm ở đây cả các bạn hãy quan tâm đến cái hàm liên quan tức là các em hãy tưởng tượng như này nhá đây thầy lấy ví dụ này đây các em, các em tưởng tượng này bài này là bài mà thầy rất rất là cần các bạn phải tưởng tượng tốt trong đầu bây giờ các em nghe này bây giờ nhá nghe này bây giờ mà thầy quay cái phần 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 nhỏ nhỏ này màu màu nhỏ nhỏ này quanh trục ảnh theo các em ấy nó quay như nào theo các em quay như nào quay như nào nó sẽ quay như này đúng không nó sẽ quay nó là phần này cái phần nào nó nhô dài hơn ấy thì nó quay nó ưu tiên nó quay, tức là khi em quay phần này quay trục hành thì cái phần này nó quét hết một lượng đó là phần này, còn phần này nó quét một lượng đó là phần này, đây này, em để nhé, cái phần này này, ví dụ phần này này nó quét hết một lượng như này, còn phần này nó chỉ quét một lượng từ đây đây mà thôi, nó bị lọt thỏm trong cái phần mà bên dưới nó quét nên ở đây khi mà em quay phần này quay trục hành thì cái phần của chúng ta là phần này, là cái phần thể tích của khối này, được chưa? Nhưng nếu mà em quay nguyên phần này quay trục hành ví dụ này thì cái phần này và phần này nó quét bao quát một cái lượng là lấy phần trên trừ phần dưới lấy phần trên trừ phần dưới được chưa phần lấy phần trên trừ phần dưới giống như cách mình làm như vậy khi nào thì mình lấy phần trên trừ phần dưới và khi nào mình không lấy phần trên trừ phần dưới thì cách thức mình có thể triển khai như sau để mà biết được mình nên lấy phần nào ấy thì có lời khuyên này đó là các em hãy quan tâm đến cái đồ thị đối xứng của nó ví dụ ở đây nhá phần nằm bên dưới trục ảnh nhá thì các em lấy đối xứng với phần nằm bên dưới trục hoành qua trục hoành lấy đối xứng với phần này đó đây là đồ thị hàm số là y bằng x mũ ba trừ x đúng không thì em vẽ thầy đồ tiệm số là y bằng âm x mũ 3 cộng với 3x là phần đồ thị đối xứng. Đó, đây là đồ thị đối xứng. Đây là đối thị tiệm số là y bằng âm x mũ 3 cộng 3x đối xứng. Và các em xem xem chúng sẽ có điểm chung là điểm nào. Điểm chung điểm này, hai này đối xứng nhau. Được chưa? Thì điểm chung điểm này. Các em xét cái phương trình hoành độ do điểm là âm x mũ 3 cộng với 3x là bằng x Điều này chỉ xảy ra khi x bằng 0 hoặc là x của chúng ta sẽ bằng bằng 2. Như vậy đây là điểm 2. Vậy nên nếu mà các em quay trên đoạn từ 0 đến 2 mà các em quay rẹt 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 quanh trục hoành, các em quay phần này trục hoành thì không khác gì các em chỉ quay nguyên phần này quanh trục hoành thôi. Nguyên phần này này. Nó lấy đối xứng qua đây này. Đó, thì em quay phần này quanh trục hoành, nó là phần này. Nó là các em chỉ quay nguyên phần này quanh trục hoành cũng đủ. Được chưa? Quay nguyên phần này quanh trục hoành thì tại vì phần này này, phần này này nó bị bao quát hoàn toàn bên trong được chưa? Phần này nó bị bao quát rồi bên trong. Để các em quay nguyên phần này quay chụp hành nào đủ. Như vậy V của nó bằng gì? V của chúng ta sẽ là tích phân P nhân tích phân cận từ 0 đến 2 của cái gì? Của cái âm x mũ à đấy x mũ 2 sẽ x, x mũ 3 thì viết nhầm. Y mũ 2 nhá, thầy viết nhầm nhá, đi cả lớp. X mũ 2. Đó, tay viết mũ 3 nhưng trong đầu vẫn tưởng tới x mũ 2. Cộng với 3x tất cả bình phương dx. Tức là các em quay nguyên cái phần này quay trục hành sau đó tiếp tục đến với phần này nhé Lưu ý này Đến cái phần này quan trọng này Thầy sẽ nói này Đến cái phần này quan trọng này Phần này này Phần này này Khi mà các em quay cái phần này Mà các em quay quanh trục hoành thì sao Điều gì xảy ra cả lớp Nào suy nghĩ nào Điều gì xảy ra Nào điều gì xảy ra Nào suy nghĩ nào Suy nghĩ nào Suy nghĩ điều gì xảy ra cả lớp Thì không có gì như này nhá nếu mà các em quay phần này quay chụp hành ấy thì ở đây này các em sẽ tách cái phần này ra. Đây là các em quay phần này này. Quanh chụp hành. Phần này thì các em thấy là phần này nó nó chứa toàn bộ phần này nên cái phần bên dưới này nó bị lọt thỏm bên chân nên nó sẽ quay cả phần to này quanh chủ hành. Cộng với pi nhân với đây là ba đúng không? Đúng không? Và cắt đây tại điểm nó hoành độ là 4 đúng không? Tích phân từ, từ 2 đến 3 của phần bình phương dx đồng ý không đồng rồi cuối cùng là cái phần từ 3 đến 4 mà các em quay quanh trục hành thì các em lấy phần trên trừ đi phần dưới đúng ở lớp phần trên trừ phần dưới từ 3 đến 4 này các em cứ chia làm ba khoảng từ 0 đến 2 thì các em lấy nguyên cái phần phần này đi nó nằm hoàn toàn toàn bên trên đến từ 2 đến 3 các em lấy nguyên phần này và từ 3 đến 4 thì cộng với pi nhân với tích phân từ 3 đến 4 thì các em chỉ cần lấy phần trên trừ phần dưới tất nhiên là bình phương lên x bình phương này được chưa Xong rồi trừ đi cái phần Hoặc là trừ đi cái phần này Phần này nó là X bình phương trừ đi 3X Bình phương DX Tất nhiên là các bạn không muốn làm cách này Thì các em vẫn có thể Lấy từ âm 2 Từ 2 đến 4 của x bình phương DX Xong các em trừ đi cái phần bị màu trắng này Nó bị 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 bị, um, bị nọt thỏm ở giữa Nó bị khoét ở phần màu trắng Cũng được Tùy các em Hoặc các em có thể chia làm 3 khúc Khúc từ 0 đến 2 Khúc từ 2 đến 3 Và khúc từ 3 đến 4 đó đó là cái sự lựa chọn của chúng ta, các em có thể lựa chọn bất kỳ con đường nào các em làm cho nó dễ nhé. nào hiểu bài comment hb nào, chủ yếu bước này thôi, còn bước còn lại là casio và casio thì là phần tính toán thì các em có thể tự tính. nào thầy thầy có, có 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 giúp các em hiểu bài không? cái này thì các em xem trong khóa y, xem thêm những bài giảng đầu tiên mà thầy dạy các bạn trong khóa y về ứng dụng tích phân tính thể tích là thầy có nói với các bạn về cái, cái cách mà các em xác định được cái lúc nào mà các em nên quay quanh trục hành một lúc nào không nhé. Này cái tích phân từ 3 đến 4 đúng không? Vận là từ đâu? Từ 3 đến 4 à? Rồi nó bằng 611 Từ đó ta suy A bằng bao nhiêu? A bằng 611 B bằng bao nhiêu? B bằng 30 Nên 18A Trừ đi 300B Bằng bao nhiêu? Hỏi kỳ quá nhỉ? 18 x 611 Bằng 1998 nhá Ok 1998 Đúng không? Các em tìm là hàm FX Bước 1 các em sẽ tìm là hàm FX Chắc chắn là các em sẽ tìm là hàm FX Cụ thể là hàm FX bằng bao nhiêu Đấy các em nghe này Nghe thì nói nhá Cho hàm số FX liên tục trên đời Và thỏa mãn điều kiện này Thì những cái bài như này Ngay tức các em tìm là hàm FX Sau đó các em đọc tiếp đề bài các em sử dụng nốt được chưa? Rồi, thì bây giờ các em nghe này, những cái bài như này ấy, các em đặt cho thầy. Tích phân từ 0 đến 3 của f(x) dx bằng bằng một hàng số thôi. Nó là hàng số hàng số m đi. Đó. Thì ta suy ra được là 6 lần f(x) cộng với m này thì bằng 6x bình phương cộng với 24 x Thôi thầy đặt luôn bằng 6m đi nhá Bằng 6m đi cho nó dễ Cho nó nhìn cho nó dễ Thì lúc ấy tương đương với fx bằng gì Fx của chúng ta sẽ bằng x bình phương cộng với cả 4x chia ra trừ đi m. Được chưa? Bây giờ các em thay vào đây này, các em sẽ tìm được m. Đó. Do đó mình có điều gì? Nào, tích phân từ 0 đến 3 của Fx dx. Nó chính là tích phân từ 0 đến 3 của gì đây? Thay vào đây, đó là x bình phương cộng với 4x trừ đi m nhân dx. Nó chính là tích phân từ 0 đến 3 của x bình phương trừ 4x à cộng 4x dx. Trừ đi m là tích phân từ 0 đến 3 của dx Rồi cái này Casio ra cho Thầy xem bằng bao nhiêu nào Ok thầy ấn luôn nhá Ok nó là tích phân Đây là x bình phương cộng 4x Cận từ 0 đến 3 Đúng không Ở kem thay cận từ 0 đến 3 vào Thì nó bằng 27 Cái này bằng 27 này Trừ đi 3m Được chưa Và đề bài cho đây bằng 6m nhá Vậy thì mình sẽ có điều gì nào Nào 27 Trừ đi 3m Nó sẽ bằng 6m Tương đương với 9m thì bằng 27 Vậy m bằng 3 Tương đương với m bằng 3 và khi mà kem có M bằng 3 rồi đó, Thì các bạn sẽ có được hàm Fx Vậy Fx bằng gì? Đó là x bình phương cộng với 4x 4x 4 hơi viết lại một tí Trừ 3 Nào hiểu bài comment hết nào Câu môn này trong khoa học quá quen thể ạ à? Đúng rồi Thứ các bạn này là bài vận dụng cao Và vận dụng cao nó chia làm hai ý Ý một là kem tìm M À, tìm hàm Fx và ý hai là các em xử lý nốt cái vấn đề còn lại là diện tích nhỏ nhất của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng Fx và đường thẳng là y a đi 2 nhân với x cộng 1 là gì? Đó. <laughs> Rồi đồ thị hàm số y bằng x và đường thẳng y bằng a trừ 2 nhân x cộng 1. Rồi các em xét thầy phương trình hành độ giao điểm nhé. Nào, x bình phương này cộng với 4x này trừ đi 3 này bằng a trừ 2 Thực ra nó không phụ thuộc vào A nên em có thể đặt A 2 bằng bằng A bình thường cũng được. Nên trong cho phòng thi chắc là thể đặt A 2 bằng B cho nó dễ nhìn. Những cái này không quá quan trọng đâu. Nhưng mà trong phòng thi khả năng cao thầy sẽ đặt A 2 bằng B cho nó dễ nhìn. Nên x cộng 1, tôi cứ viết từ từ đi. Viết này cho học sinh nào cũng có thể hiểu được hết. Còn nói thật với bạn là thầy trong phòng thi thầy không biết này đâu. Thầy đặt A 2 bằng B luôn tại vì nó trả ảnh hưởng gì đến A cả. Nên thậm chí thầy vẽ hình luôn để thầy fill luôn. Nên thôi, thầy sẽ làm cho các em đều có thể hiểu được bài. Tại vì thầy làm theo cách của thầy trong vòng thi thì các bạn sẽ thắc mắc là thưa thầy thì tại sao thầy lại làm được như vậy? Tất nhiên là cần phải có rất nhiều kinh nghiệm mới có thể làm được. Ok. Thì đương nhiên phương trình này luôn có hai nghiệm. Phương trình này luôn có hai nghiệm là x1 và x2. Thậm chí hai nghiệm này hai nghiệm trái dấu luôn. Rồi thì thầy nói luôn này, thầy nói luôn này. Các em có một cái bộ đề bộ đề như này nhá em xét vào parabol p có phương trình là parabol này có phương trình là y bằng ax bình phương cộng bx cộng c và một đường thẳng d được chưa thì giả sử cái đường thẳng d cắt parabol p tại hai điểm có hoành độ là x1 và x2 tức x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình là ax bình phương cộng bx cộng c bằng d cộng e ấy nhá kiểu như thế diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol và đường thẳng d là gì các em sẽ có công thức đó là s của chúng ta sẽ bằng gì nào nhớ lại một tí này ôn lại một tí s bằng trị độ của a nhân x 1 x hai tất cả mũ 3 chia 6 đây là bộ đề ghi vào nhá biết bộ đề này thì không chỉ hỗ trợ bài toán này đâu đâu mà còn hỗ trợ rất nhiều bài toán bạn nào muốn ôn bộ đề này các em có thể xem luôn cái khóa luyện đề của thầy một cái đề tinh tú IMO số thứ 13 hay 12 gì đó ở đây có bạn nào mà đã đăng ký khóa học của thầy trong khóa luyện đề mà biết bộ đề này rồi comment thầy sao? hầu như là đấy bạn thắng nguyễn mà câu này trong khóa học quá quen rất nhiều bạn là trong khóa học của thầy là quá quen với cái dạng bài toán này rồi cái bộ đề này thực sự các em rất rất quen rồi ấy. Các em nào mà chưa biết bộ đề này thì thực sự là hơi có vấn đề nha học học với thầy xin lỗi bạn nhé học với thầy trong khóa luyện đề của thầy mà không biết bộ đề này thì coi như là các em rất có lỗi với thầy vì thầy nhớ là ít nhất hay đề tinh túi mô cộng với trong khóa e của thầy thầy cũng đã nói về bộ đề này vài lần rồi cơ được chưa nhá rồi ok, thế thì bây giờ mình áp dụng vào đây. Mình sẽ có được này. Này, nào áp dụng này. Áp dụng này. Nào mình có S của chúng ta bằng gì? Nào, trị đối của |x1 chứ x2| tất cả mũ 3 chia cho bao nhiêu? Trị độ gọi |x1 chứ x2| mũ 3 chia mấy? Chia chia 6 thì hệ số a bằng 1 mà các em. Hệ số a bằng 1 đúng không? Với Nào, tổng hai nghiệm x1 cộng x2 thì bảo âm b phần a đúng không? Và tích hai hiệu x1 nhân x2 định lý vs bằng c phần a âm 4. Thì min anh này quá dễ thôi nhá. Ta xét cho thầy cái x1 x2 bình phương. Bằng gì? Bằng x1 cộng x2 bình phương đưa về vs đi. Được chưa? Nên mà a trừ 6 tức là bình phương cộng 16 thì đương nhiên lớn bằng 16. Giá bằng sẽ ra bằng 6. Đó, ta suy ra trị độ x1 x2 lớn bằng 4 Nên ta suy AS của chúng ta sẽ lớn bằng gì? 4 mũ 3 trên 6 xong rồi 4 mũ 3 là 64 64 trên 6 là 32 phần, phần, phần 3 Xong nhá Ok Dấu bằng sẽ A khi A bằng 6 Xong F và X bằng gì? Nó là X 6 này Nhân với cả gì đây? X trừ đi um, 2 là nghiệm đúng không? X 2 nhân X cộng 6 đúng không? Đúng nhỉ? x x cộng 6 đúng không? Đúng không? Ok. Thì các em xét hàm số ux là hàm số trị đối của x mũ 3 cộng với 3x bình phương cộng với 8x cộng 6. Thì các em thấy ngay được đây là 3x bình phương, đạo hàm nó là 3x bình phương cộng với 6x cộng 8 à. Nên ta phải Đúng không? Cái này luôn dương. Cộng 3. Đây hàm này đồng biến này, đồng biến. Nên ux của chúng ta có dạng như này đúng không ux tóm lại là nó, nó có đồ thị có dạng như này Tức là y bằng ux dễ dàng nhìn ra nhá tại vì hàm số là y bằng x mũ ba cộng bảy bình phương cộng tám x cộng sáu nó đồng biến trên r cho các em nhé được chưa ok nhá ok đây đồ thị hàm số y bằng ux nó tới tới đây các em có rất nhiều cách thôi ờ, các bạn sẽ xét cái ux cộng m nó bằng bằng sáu này thầy dạy quá kỹ rồi ux cộng m bằng hai ux cộng m bằng âm 6. Đó, thì các em cô lập ra. Ui, cứ bình tĩnh ra, trừ 6. Hoặc các em có thể vẽ ba đường ngang nằm ngang đây cũng được tùy nhá à, bằng m, bằng âm m chứ nhỉ? x trừ 2 thì bằng âm m. Ui, cộng 6 thì bằng âm m. Được chưa? Thì các em vẽ ba cái đường ra nhé. Vẽ ba đường ra. Đây trừ 6, trừ 2 và cộng 6 đúng không? Thì em vẽ ba đường nằm ngang ra. Hoặc là các em vẽ như này cũng được Tùy Đó, Quá nhiều cách đúng không Thì để các em thấy nào Ở đây số điểm của chịu UX là một rồi Nhá Vuông bằng một Các em cần có tam giác lớn bằng 2 Tức là đường Y âm M Nó cắt tới ít nhất hai điểm Tại Y âm M Ở đây nó bằng bao nhiêu Bằng âm 6 đúng không Ở Đây là âm 2 Đây là dương 6 Vậy điều kiện là gì Nó là âm M Điều kiện Nó là âm M sẽ lớn âm 6 Tức m nhỏ hơn 6 Ít nhất 3 điểm của chị thì nhỏ hơn 6 nhá Được chưa Vậy đáp án là gì cả lớp ờ, Có bao nhiêu giá trị nguyên của dương của tham số M 1, 2, 3, 4, 5 5 giá trị Được chưa X cộng 4 à À đây là x cộng 4 à X cộng 4 thầy ơi là sao Thầy chưa hiểu Câu 47 Từ một khối gỗ hình năng trụ đứng ABC A, B, C, C Các em có được AB bằng 30 BC bằng 40 và AC bằng 50 Ờ đây nhá à, ờ, Các em có A, phẩy thì bằng bao nhiêu đấy Bằng 300cm Người ta muốn làm một cây cột Hình trụ tròn xoay có chiều cao bằng chiều cao ban đầu của khối gỗ Và đường kính lớn nhất Được chưa rồi, tính khối lượng của cây cột đơn vị là kg. Biết rằng khối lượng riêng của gỗ là 1100 kg trên mét khối. Đó. Các em thấy bài này đổi đơn vị rất là khó chịu này. Đây là mét, tự nhiên đây là cm. Các em phải hiểu là 1 mét thì bằng bao nhiêu cm? 1 mét bằng 10 dm, bằng 100 cm, bằng 1000 mm. Nhớ cái điều đấy nhá. Ở đây các bạn có được khối gỗ gỗ hình năng trụ đứng ABCA B C Ngay lập tức các em xác định ở đây là tao vuông cân. À tao vuông. Đó, các em có một khối gỗ hình năng trụ đứng như này. Đúng không? Đây là khối gỗ hình năng trụ đứng nhá. Các em quan sát này. Đây là khối gỗ hình năng trụ đứng này. Đó. Ok, ở đây các em có được là AB, BC biết rồi, là B đây nhỉ. AB biết rồi, BC biết rồi, AC biết rồi. Được chưa? Ở ờ, các em có A phải bằng A phải đây, B phải đây và C phải đây. A phải bằng 300 cm. Người ta muốn làm cây cột hình trụ tròn xoay có chiều cao bằng chiều cao ban đầu của khối gỗ, tức là chiều cao H của chúng ta có bằng 300 Đúng nhau Và đồng thời là có đường kính lớn nhất Nghe kỹ này Đường kính lớn nhất Đường kính lớn nhất Rồi Sao có bạn Phạm Thùy bây giờ còn đi comment là thầy chữa đề Sở Quảng Ninh đi thầy ơi Thầy chữa cái đề nào em còn không biết là sao mà lại hỏi là thầy chữa đề Sở Quảng Ninh đi thầy, thầy ơi Các bạn Các bạn buồn thật sự ấy phải, phải thần cấp sần to lù lù như thế kia thầy bảo là chữa phun đề thi thử sở quản linh bây giờ còn đi hỏi sở thầy chữa đề sở quản linh đi thầy ơi là sao em ơi buồn thực sự nào để mà đường kính lớn nhất thì rõ ràng khi mà các em tạc cái gỗ ấy, để mà đường kính lớn nhất thì tức là bán kính của chúng ta phải lớn nhất đúng không đường kính lớn nhất để bán kính lớn nhất tức là cái khối cái đường tròn này này là đường tròn của bán kính lớn nhất Nhưng muốn vậy thì đường tròn này đương nhiên nó sẽ là đường tròn nội tiếp của tam giác abc lúc ấy bán kính r nó sẽ là lớn nhất đúng không? đường tròn sẽ là đường tròn nội tiếp của tam ABC. Và bán kính R chính là bán kính đường tròn nội tiếp R là bán kính đường tròn nội tiếp của tam ABC. Chắc chắn rồi, bán kính đường tròn nội tiếp tam ABC thì đây sẽ là bán kính nhất. Được chưa? Rồi thì bán kính đường tròn nội tiếp tam ABC được chưa? Còn nếu không thì các bạn tất nhiên các em không thích tạc cái này, kém tặc bé tí này cũng được nhưng bé tí như này thì bán kính nó sẽ nhỏ hơn thậm chí các em đặt bé tí này cũng được khối trụ vẫn là thu được khối trụ nhưng bán kính nó nhỏ hơn muốn bán kính nó lớn nhất thì phần gỗ này các em tận dụng thì các em phải lấy cái bán kính của đường tròn nội tiếp Là ABC thì nó phải bán kính rất là lớn nhất vậy các em có công thức hệ thức lượng tam giác này r bằng s trên p đúng không cả lớp s là diện tích tâm abc thì bằng 1 phần hai của ab nhân với ac à nhân bc chứ chia cho p là nửa chu vi nhá các em nhá nửa chu vi các em lấy ab cộng BC cộng với CA phần 2. Rồi bằng bao nhiêu đây? Bằng 30 nhân 40 trên 30 cộng 40 cộng 5, 50. Nào, ok thì mình sẽ có được đây là 30 nhân 40 chia cho 30 cộng 40 cộng 50. Nó bằng bao nhiêu? Bằng 10. Đẹp quá nhỉ? Bằng 10 nhé đó mình nhá Bằng 10. Tính khối lượng cây cột biết rằng khối lượng riêng tiết em cần tính thể tích. Vậy thể tích của cây cột là bằng bao nhiêu? Nào, thầy hỏi đây. Vậy thì V bằng bao nhiêu? V cột thì các em sẽ lấy là pi nhân r bình phương nhân với h, đúng không? Thì bằng pi nhân với 10 bình phương. H bằng bao nhiêu cả lớp? H bằng bao nhiêu nhỉ? H bằng 300. Nào, 10 bình phương nhân 300. Nó bằng 30.000 Xăng mét khối Các em nhớ thầy này 1 mét thì bằng 100 cm mét Như vậy 1 mét khối thì bằng 100 Mũ 3 xăng mét khối Như vậy cái này bằng 30.000 Pi này Chia cho 100 mũ 3 Mét khối được chưa 1 mét bằng 100 cm mét mà các em đổi ra Thì các em lấy này chia cho 100 mũ 3 bằng bao nhiêu nó bằng 0,03 wow 0,03 mét khối không phải mét khối nhá các em nhá vậy thì để mà kem tính được khối lượng kem có khối lượng riêng kem tính khối lượng là gì vậy khối lượng của chúng ta là gì m sẽ bằng là d nhân v kem học chưa học vật lý rồi đúng không thì em lấy 0,03 nhân với 1100 Nhân bao nhiêu đây? Bằng 33 nhá. Ok. Ơ ờ, sao lại tính 33 nhân pi nữa quên mất. Tí nữa quên pi. Nhân pi nữa. Nhân pi nữa, nhân pi nhân pi. Nó tầm là đâu đó là sấp xỉ đi, làm tròn đến hàng đơn vị à. Nó sẽ sấp xỉ là 104. Nhớ nó làm cho đến hàng đơn vị là 104 nhá Đề bài còn cố tình cho đáp bán 103 đo thực sự 104kg nhé các em nhé Tại vì nếu mà các em sấp xỉ là các em phải sấp xỉ 104kg Nào Câu 48 cho cô Z cho mặt cầu S Các em có tâm rồi bán kính R biết rồi nhá Tâm mặt cầu S này Có tâm Y có tốc độ gì đấy 102 Bán kính R bằng Căn bằng 2 của 1 cộng 0 cộng 4 này Trừ đi âm 7 bằng 2 căn 3. Được chưa? P là mặt phẳng thay đổi chứa đường thẳng D, cắt S theo thiết diện là đường tròn có bán kính R. Bây giờ theo các em ấy, cái nào dễ hơn? Theo các em này. Bây giờ nhá, P là mặt phẳng chứa đường thẳng D, tức là nó giống như kiểu mô hình bản đề cửa ấy. Nó giống như kiểu bản đề cửa với cái 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 đường thẳng D nó giống như kiểu cái 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 bản đề này, mặt phẳng nó giống như kiểu cái cửa ấy, nó quay 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 giống kiểu mô hình bản đề cửa ấy, các em. Thì bây giờ theo các em ấy là khi mà kem có như vậy, đây là mô hình của một cái mặt cầu và một mặt phẳng cắt nhau đúng không? Rõ ràng, đúng không? Đây là mô hình mặt cầu và mặt phẳng cắt nhau, đúng không? Và mô hình này là mô hình mặt đầy cửa, mặt phẳng theo cái mô hình mặt bản đầy cửa. Kem có một mặt phẳng của cầu và một mặt phẳng cắt nhau như này, đó. Thì theo kem nghe kỹ thầy nói này, theo kem thì cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì cái nào? Là. Là, là 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 xong theo kem khóa vận dụng cao học sinh bố có cần đăng ký thêm không không em nó là khóa e mà em anh Việt đấy không cần đấy nhá nó chỉ là khóa e thôi em nhé nó là nhóm e thôi nó không phải khóa học mới mà nó vẫn là khóa học e thôi im e ấy rồi rồi theo game nó cần phải cần phải gì không nhờ theo kem theo game rõ ràng đó là mắc đúng không? Mắc nó dễ hơn min. Mắc khi nào? Khi cái đường tròn này là đường tròn lớn, tức là đường tròn này đi qua tâm nhá. Ok, mắc khi nào? Mắc khi đường tròn đi qua tâm. Y thuộc vào P tức là P nó chiếu được là D và đi qua điểm Y. Đương nhiên là các em xác định được. Đó, tức là R1 là mắc đúng không? Thì các em sẽ có R1 của chúng ta sẽ bằng R lớn thì bằng 2 căn 3. 100% sẽ ở bằng. Các em xét min. Min là gì? Nào, Min là gì cả lớp? Min là cái giá trị nhỏ nhất. Thì để mà cái bán kính này nhỏ nhất, nghe kỹ nó thầy nói này, cái r nhỏ bằng gì? R nhỏ này, ok. R nhỏ thì bằng căn của căn của r lớn, lớn bình phương Chứ d bình phương đúng không? Ok nhá. D là khoảng từ điểm I cho đến mặt phẳng P. Bằng căn của r lớn bình, nó căn của bao nhiêu đấy? 12 trừ d bình phương đúng không? Ok, đây là khóa Y nó mặt P. Thì bây giờ các em quay về bài toán mà thầy đã dạy các bạn cực kỳ kỹ trong khóa E, thậm chí là khóa Y thầy đã dạy các bạn khá kỹ rồi. Nói chung cho khoa của thầy thì những bài này nó quá quen thuộc rồi. Kem à, các em quan tâm đến cái khoảng cách từ cái điểm Y đã biết có tọa độ, độ 1 0 2 đến cái mặt phẳng P là mô hình bạn đề cửa. Mặt phẳng P là mô hình bạn đề cửa. Đó, Được chưa? Đấy đường thẳng D Mặt phẳng P là mặt phẳng thay đổi Nhưng luôn luôn chứa đường thẳng D cố định Vậy thì rõ ràng khoảng cách này D từ Y đến mặt phẳng P rõ ràng Lúc nào nhỏ bằng khoảng cách từ Y đến đường thẳng D Được chưa? Và khoảng cách Y đến đường thẳng D Điểm Y cố định biết rồi Đường thẳng D cố định biết rồi Nên cái khoảng cách này em tính được Nên R2 của ta sẽ bằng gì? R ta sẽ bao cái này nhỏ bằng đúng không? Nên nó lớn bằng căn bậc 2 của 12 trừ đi khoảng cách để y đến đường thẳng D. Thôi đây các em chịu khó các em tính ra thôi nhá. Cái này các em tính ra được thì nó sẽ bằng bằng 3 nhá. Vậy R1 trên R2 bằng gì? hai căn ba trên ba nhá hai căn ba trên ba hai căn ba trên ba các em chọn đáp án nào đáp án d nào nhá ok nhá được chưa nào hiểu bài cơ chưa cả lớp nhá rồi câu 49 và câu 50 nốt hai câu này chúng ta sẽ chúng ta sẽ nghỉ ô sao cái bài này buồn cười đấy nhở tôi chết tôi rồi thầy còn một cách nữa ô, ô, ô câu câu này còn một cách nữa kem đây cách một này ô bây giờ thầy mới phát hiện ra cái này <cười> <cười> ô để bài cho buồn cười thực sự trôn 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 viên em Cách 2 là gì? Nào cách 2 Nghe này cách số 2 Cách số 2 này Các em nghe này R1 là mắc R2 là min đúng không? R1 là mắc Trời đất ơi R2 là min Vậy rõ ràng là R1 sẽ lớn hơn R2 Nên ta suy là R1 trên R2 Nó sẽ như nào kệ em? Nó sẽ lớn một Vậy em nhìn vào bốn phương lựa chọn Căn 3 trên 3 Fail Căn 2 trên 3 fail, cái này cũng fail luôn Vậy các em chọn đi Ôi dồi ôi, để bài Nào câu 49 này Cho con cho hình nó nở có đỉnh S biết rồi Đúng không? Đây các em thấy đây Đỉnh S biết rồi Bạn nào cho khóa luyện đề của thầy thì tạm thời ao ra đi Xong các em vào khóa luyện đề các em uh, Các em gì đi? Các em thi đi Nhá, tí nữa thầy này chữa luôn Hôm nay nó có một cả một buổi tối phía trước Rất là dài uh, Đỉnh S này đỉnh N này, S có tọa độ 1 2 3 này. Điểm A và điểm B là cái điểm thuộc cái đường sinh của hình nón và điểm C là cái điểm nằm trên đường tròn đáy. Mình cứ lấy ví dụ điểm C đây đi. Là điểm có tọa độ 1 2 6 là điểm thuộc đường tròn đáy Đấy chưa? Điểm A là thuộc đường sinh, AB là cái điểm thuộc đường sinh để bài cho rất là ngắn gọn thế thôi. Được chưa? Để cho rất hay luôn đấy. Để cho thầy đánh giá bài này để cho rất hay. Các em thấy như này này, thứ nhất là độ dài đường sinh N của nó bằng độ dài SC các em xác định được rồi. Nó bằng bằng 3, dễ dàng nhìn ra ngay bằng ba thì em thấy a là là một điểm nằm trên đường sinh rất a nằm trên mặt nón này Kem thấy độ dày sa bằng gì với dày sa bằng gì nào độ dày sa kem tính với dày sa em ra độ dày ra. Vẽ sa bằng một đúng không vậy a nằm nó thỏm đây vậy thì bây giờ nhá cái tư duy nó là gì là kem kéo cái điểm a xuống đây để xuống đây cắt cái đường tròn đáy tại một điểm gọi điểm a phẩy a phẩy là giao điểm của a xuống đường tròn đáy ngay tức cái điểm A phẩy các em xác định được độ dài SA phẩy bằng độ dài SC bằng bằng 3 đúng không? Nên em tìm được tọa độ điểm A phẩy. Rất hay đúng không các okay? em? Được chưa? Đây là, lấy A phẩy thỏa mãn đó là vector S A phẩy nó bằng 3 lần vector SA. Được chưa? Ok. Đó, thì ta suy A phẩy của chúng ta suy vector SA phẩy các em xác định được nhá. Đó là 300 và A phải thuộc này Và A phải thuộc đường tròn này Tuyệt vời không? Tuyệt vời quá còn gì nữa Thì tương tự đối với điểm B Điểm B có tốc độ là 1, 4, 3 Đó, lại tiếp tục này Các em có phép tại SB bằng gì? Nào, lấy B chứ A là 0 này 2 này, 0 Thì ta suy ra độ dài SB bằng mấy? Độ dài SB của nó bằng mấy? Nào, thầy hỏi độ dài SB bằng mấy cả lớp? Độ dài SB bằng mấy cả lớp? Độ dài SB bằng mấy? Bằng mấy? ở bằng mấy bằng hai đúng không đó nên ở đây kem sẽ lấy thêm cái điểm b phẩy là giao điểm của sb đó lấy b phẩy thỏa mãn điều gì nào tiếp tục lấy điểm b phẩy nó thỏa mãn đó là VTSB sb phẩy nó sẽ bằng 3 phần hai này là vết sb tức là bản chất là bây giờ kem kéo dài sb cắt đường tròn này tại b phẩy thì đương nhiên là độ dài SB phẩy nó bằng độ dài SC bằng 3 mà độ dài SB bằng 2 thôi thì 3, 3 phần 2 này thì nó là 0 3 0 đó, thì cái điểm B phẩy nó thuộc cái đường tròn này tuyệt vời không vậy các em đã thấy cái, cái cái cái, điều tuyệt vời ở đây chưa ở đây ngoài ra các em có được vết bằng gì vết SC các em cũng xác định được nó bằng 0 0 3 các bạn thấy nó quá là tuyệt vời luôn đấy Vector thì bằng 300, vector SB phẩy thì bằng 030, và TSC bằng 003. Thực sự là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Xong chưa cả lớp? Nào thầy hỏi đi. Thầy hỏi lớp mình này, tới đây xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Tới đây thì đề bài này còn cho số liệu còn cực kỳ đẹp cơ. Kể cả số liệu không đẹp các em vẫn làm được, nhưng số liệu còn đẹp như này thì các em càng dễ làm. Đề bài yêu cầu các em tính diện tích xung quanh mà các em biết được cái cái đường sinh rồi nên em cần tính được bán kính đáy Bằng cái này em tính chiều cao là xong nhá Ở đây em có được như vậy thì Ta suy ra S A B A phẩy B C Là tứ diện vuông Vuông tại S Có S A Bằng S A phẩy bằng S B và S C S B và S, S C bằng 3 Được chưa Như vậy các em sẽ có được Đây nhá Gọi là H đi nhá H là hình chiếu vuông của S xuống bằng phần đáy Thì ta suy ra 1 trên H bình theo công thức của tứ diện vuông thôi. Mỗi SA phải bình cộng một CSB phải bình cộng một sc bình bằng 1 phần 9 nhân với 3 thì bằng 1 phần 3. Ta suy SH bằng gì? SH là chiều cao. Để cho bằng căn 3. Từ đó các em sẽ có đáp án kính R là bằng căn 2 của L bình phương trừ H bình phương bằng căn 6. Vậy thì diện tích xung quanh em xác định ngay bằng pi nhân r nhân n. Bằng pi nhân với r là căn 6, nhân với l bằng bao nhiêu? n bao nhiêu cả lớp n bao nhiêu bằng 3 ok xong rồi 3 căn 6 pi có đáp án không đáp án d nhá sao tứ diện vuông á vector sa bằng c như vậy thì các cái vector này đôi mũi vuông với nhau em và độ dài đều bằng 3 nhá <laughs> nào câu tiếp theo là câu số 50 Nào, câu 50 này xét các số xy không âm thỏa mãn điều kiện đây các bạn có điều kiện này Ngoài n là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của biểu thức này không vượt qua 44. Số các phần tử thuộc tập s là gì? Được chưa? Sao cái thầy thầy lại có cái đề nó lại ra đây nhỉ? Ok. Nên mình nghe này. Ấn tượng đầu tiên. Được chưa? Ấn tượng đầu tiên của chúng ta là gì? Theo kem. Đó là 6x cộng 9 này. 2x cộng 3 này. Âm 6x âm 9. Kem nghe là những cái bài này chắc chắn em phải khai thác giả thiết này ra. Vấn tượng đầu tiên của kem là toàn là 2 cộng 9 này. Ok, 6x cộng 9 này Thì các em đặt cho thầy cái 2y cộng 3 Bằng t đi Bằng z đi cũng được, hoặc bằng t đi đó Thì các em sẽ có được cái nen của gì đấy Nào x cộng với t này Đấy, các em cứ làm đơn giản hóa bài toán thôi Đơn giản hóa bài toán là một trong những việc cực kỳ quan trọng Nhá Có thể các em chưa chắc em đã làm được luôn Sau khi em đơn giản hóa Nhưng ít nhất là các em có cơ hội để các em làm được Tới đây nhá, thầy có lời khuyên tiếp này. Tới đây thông thường những bài này ý, là các em sẽ dùng đánh giá, tại vì cái hàm đặc trưng ở chỗ này thì các em thấy nó hơi khó, con số 1/5 này hơi khó khai thác. Nên tốt nhất là các em chuyển đây để các em đưa nó về bằng 0 nhá. Tại con số 1/5 này nó phải có ý nghĩa gì đó thì các em chuyển ra để đưa về bằng 0 nhỉ. Tương đương điều gì? Nen của x cộng t chia cho 3t cộng với gì đây? Chuyển sang thì là 2x trừ đi 3t trừ đi 1/5 chứ 5, 5 lần x cộng t, tức là chuyển 1/5 sang trên x t bằng bằng 0. Thế là mình bản chất là thấy nó chuyển cái 1/5 sang đây. À 1/5 à thôi chết rồi. 1/5 thì mình phải nhân 5 vào đây chứ nhỉ? Chứ cái này đúng không? Nhân với 5 đây. Đây nó đây mới là 1/5 chứ nhỉ? Đúng rồi, đây mới là 1/5 sử lớp nhá. Thì tương đương điều gì? nào nen của x t trên 3t. Nó bằng gì? Nào cộng với gì đây? Nào các em thấy là đây là 10 này, đây, đây là 9x này. -15 1 là -16. Ở à, đâu? Đúng nhỉ Đây là x cộng 3t chứ bảo sao mình thấy cái nạn nạn Sorry cả lớp nha, đây là x cộng 3t nhá Thôi chết tôi rồi X cộng 3t nhá, nó mình nhá, sửa lại thầy một tí X cộng 3t Thầy viết nhầm đấy, đây là x cộng 3t Bảo sao thầy thấy nó cứ nạn nạn Rồi x cộng 3t này 55 15 là trừ đi 18t này Trên đây là 5 là x cộng 3t Bằng, bằng không Các bạn thấy điều gì, điều gì thú vị chưa? Ở đây các em mà chưa thấy điều gì thú vị thì hơi tiếc Ở đây các em thấy điều gì thú vị chưa Các bạn để ý này Những cái này thường thường em sẽ đánh giá là hai vế thôi Nhá, Thầy tương đương với nen thầy viết lại một dòng nữa X cộng 3T mà chỉ để thầy cố tình viết là X chữ 2T Trên 3T xong cộng 1 đi Được chưa Và X cộng T thầy cố tình tách nó thành này Tại vì nó nen 1 thì bằng 0 mà thì muốn so sánh cái này phải không? À, cộng với 9 lần x 2t Đây cũng là ngụ ý ra đề của đề bài này Trên 5 lần x cộng 3t bằng bằng không thì rõ ràng một điều như này nhá nhá nếu mà x lớn 2t thì điều gì thì các em sẽ có được cái x trừ đi 2t chia cho 3t cộng 1 thì lớn bằng lớn 1 và 9 lần x trừ 2t trên 5 lần x cộng 3t nói chung là này là lớn không thì các em có về trái của một ngay lập tức sẽ lớn hơn nên 1 cộng với 0 bằng 0 được chưa? Như vậy nếu mà x lớn trừ 2t mà dương thì không được. Tương tự như thế, nếu x trừ 2t âm cũng loại luôn. Thì mọi thứ các em chỉ cần đổi lại thành dấu trừ thôi. Và đương nhiên nó cũng loại luôn. Mọi thứ các em chỉ cần đổi lại dấu nhỏ hơn thôi. Như vậy hai trường này nó loại. Và x trừ 2t x bằng 2t thỏa mãn. Vậy các em sẽ có ngay x của chúng ta sẽ bằng gì? x bằng 2t thỏa mãn nghĩa là các em có x của chúng ta bằng 4y cộng 4y cộng 6. Tuyệt vời. Rồi các em thế lại là xong nhá. Đó, đề này người ta cho rất hay cho theo kiểu là một bài toán nhưng các em kết hợp hai bài toán phụ để các em làm. Tới đây các em thế vào là xong nhá. Thầy chữa lốt cái đoạn này là xong rồi. P bằng cái gì đây? Nào, bằng trị tuyệt đối của đây căn bằng 2 của 10 15 y bình phương cộng với 50 y cộng 36 trừ đi đây là 4y cộng 6 tất cả bình phương. Trừ đi m. Rồi, nó bằng đề gì đây? Bằng trị độ của đây là căn bằng 2 của gì đây? Âm y bình phương này, đúng không? 50 này. Ờ à, 2 x 4 là 8, 8 4 3, uh, cộng 12 y đúng không? À, ok, 36 chia tiêu ô đẹp quá nhỉ. Trừ đi m. Ok, nhá, tới đây thì đơn giản rồi nhá. Vậy thì cái mắc của cái P không vượt quá 44 Giá trị lớn nhất của biểu thức P không vượt quá 44 là nhỏ bằng 44 đúng không? Điều này xảy ra khi ghi là P luôn luôn nhỏ bằng 44. Nhớ đây điều kiện là y của chúng ta là một số không âm. Ở đây y vì y lớn bằng 0 nhá. Nên ta suy y của nó sẽ thuộc cái đoạn từ 0 cho đến 2. Và chẳng cần vì đương nhiên là y thuộc đoạn từ 0 đến 2 rồi. Đây điều kiện là y thuộc đoạn từ 0 đến 2. Rồi cái này P nhỏ muốn với mọi y thuộc đoạn từ 0 đến 2. Điều này xảy ra khi nào cả lớp? Khi ghi căn bậc 2 của âm y bình phương cộng 2 y trừ đi m. Nó trị đối anh này. Nó bằng 44 đúng với mọi y thuộc đoạn 02. Mấy cái này thì học quá kỹ rồi, quá dễ để cho. Âm 44 nhỏ bằng gì đấy? Căn bậc 2 của âm y bình phương cộng 2 y trừ đi m và bé bằng 44. Đây đúng với mọi y thuộc cái đoạn từ 0 đến 2. Điều này xảy ra khi âm 44 Bé bằng cái min của anh này Trên đoạn từ 0 đến 2 của đây Căn mặt 2 của âm y bình phương Cộng 2y Xong trừ m Và đương nhiên là bé án mắc đúng không Mắc Mà mắc thì lại bé ăn bằng 44 Và kem thì min và mắc nữa là sao? Min là bằng 0 Vậy âm 44 Bé ăn bằng âm m Và bé hơn đây là mắc Thì là y nhân với 2 chữ y à Yeah. Mắc vào 1 đúng không? Cái này là trừ 1 cộng 1 đúng không? 1 trừ M. Vậy các em sẽ có được điều gì đây? M sẽ nhỏ bằng 44. M và lớn bằng bao nhiêu đây? Âm 40. 3. Vậy có 44 chữ 43 cộng 1 là có 88 số nguyên M thỏa mãn. Có bao nhiêu số các phần tử của S? S là tập rất là giá trị nguyên đúng không?